sống cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi, xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, đời ơi sao vui quá, tôi đang sống, vì đời quá tươi vui, sống như đang sống, đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống từ nay mãi mãi. Thank you.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là mùng 3 tháng 7 năm Ất Mùi. Tại đạo tràng chùa Long Hương, chúng ta sẽ tiếp tục học cái bản kinh Quy Sơn Cảnh Sách. Buổi sáng nay chúng ta sẽ học Quy Sơn Cảnh Sách. Kỳ rồi chúng ta đã học xong cái bài thứ 9 rồi. Bài phần thứ 10 này là đây là phá ba cõi và 25 loài. Bài thứ 10, đây là phá ba cõi 25 loài. Trong ngoài các pháp đều biết không thật, từ tâm biến khởi, tất thị giả danh. Chẳng cần đem tâm nương gá, chỉ lòng không gá vật thì vật đâu chướng ngại được người. Mặc tình pháp tánh trùm khắp, chẳng phải đoạn dứt cũng chẳng cần tiếp nối. Nghe tiếng thấy sắc là việc tầm thường, bên này bên kia ứng dụng không thiếu. Đó là cái bài thứ 10. Cái câu đầu tiên Ngài Quy Sơn Ngài nói phá ba cõi. Ba cõi thì đây chắc chúng ta rành rồi đúng không? Cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thì đây là ba cõi. Và cõi dục á, tất cả các cõi sanh ra thì người ta gọi là hữu tình, tức là có tình. Có tình và có thức. Và nếu mà tình á, ở trong cái Lăng Nghiêm nó có một đoạn là có tình và có tưởng. Nếu mà tình nặng á thì bị chìm đắm. Còn tưởng mà nhiều á thì được thăng, tức là được lên cõi trên. Nhưng mà chúng ta thấy trong cõi dục của mình đó nha. Cõi dục của mình thì từ trước đến giờ là chúng ta đã học từ cõi gì? Cõi dục là địa ngục nè, rồi ngạ quỷ nè, súc sanh nè, Atula, trời, người. Trong cái lục đạo luân hồi này là chúng ta đã nghe nhiều rồi đúng không? Nhưng ở đây trong 25 hữu thì lại cũng chia cõi dục chúng ta như vậy. Trong cái cõi của mình đang ở, cõi người gọi là cái cõi chim phù đề. Và những cái cõi này thì chúng ta không cần phải mất thời gian nhiều, tại vì chúng ta cũng đã học nhiều rồi, học tới hút lưu rất là nhiều. Những cái tâm ác, những cái tâm xấu ác của mình, nó không phải là đợi mình phải giết người đâu, mà sâu trong lòng của mình. Sâu trong lòng của mình là mình muốn cho người khác đau khổ. Muốn cho đau khổ không phải là chúng ta giết người ta, mà chúng ta có cái tác ý thôi. Cái tác ý là muốn cho thỏa cái sân hận của mình, để cho họ phải khổ mình mới cảm giác mình vui. Thì đó cũng là cái tâm, cái nhân của địa ngục. Nhân của địa ngục đó, cái sự đày đọa người ta, làm cho người ta khổ về thân, làm khổ về tâm, làm cái này nọ kia, tức là chúng ta đang tạo nhân địa ngục. Cũng có những cái chuyện vui trong thiền sư. Có một người thiền khách nói là trong lại gặp một thiền thư hỏi thế nào là địa ngục. Thiền sư không giải thích, chỉ thẳng vô mặt chữ đồ ngu, có cái chuyện đó mày cũng không biết nữa. Cái này nó nổi điên lên, nó giận sân đỏ mặt. Cái gì thiền sư nói đó là tâm địa ngục hiện đó con. Chửi một câu hiện cảnh giới địa ngục liền. Người ta để người ta có thể bức bách đau khổ với một cái lời nói của mình, hoặc là một cái hành động cử chỉ gì của mình, thì đó cũng là tạo nhân địa ngục. Thì như vậy là mỗi khi mà tâm chúng ta có sự bức bách, có sự bất an, có sự khổ đau, tức là cảnh giới địa ngục nó hiện lên tâm của mình rồi. Cho nên là không cần phải đợi tới chết mới xuống địa ngục đúng không? Bây giờ có những người ở trần gian này tìm một chút nguồn vui không có. Trong cái tình cảm, trong cái việc làm ăn, trong cái đời sống, quan hệ, tất cả mọi cái đều thấy như là một màn tối đen ở phía mắt, phía trước. Không bao giờ thấy có một ánh hồng nào ở phía trước mặt mình. Gần như cuộc đời mình cái gì cũng bế tắc.
Tức là mình đã bắt đầu ở vào trong cảnh giới đó rồi. Mình thấy cái gì nó cũng tối tăm, thấy gì cũng buồn tủi, cũng khổ đau, cũng bức bách, cũng bất an. Chẳng có cái gì mà mình có thể thấy được thoải mái. Thì đó là mình đã lộ cái cảnh giới địa ngục từ sâu trong tâm của mình rồi. Thật ra ở đây nói tới là cái 25 cái cảnh này, 25 cái hữu, tức là đã có 25 cái cảnh giới đó. Mà 25 cảnh giới này nó không có đâu ngoài tâm của chúng ta. Từ cái cõi mà sâu kín nhất cho tới cái chỗ mà sáng sủa nhất cũng xuất phát từ tâm của mình. Như vậy là tâm xấu, tâm tốt để tạo thành những cảnh giới xấu, cảnh giới tốt. Thì ở đây trong kinh Đức Phật phân ra tới 20 mấy cõi. Thì trong 20 mấy cõi đó lại chia làm 20 mấy loài, 20 mấy loài chia làm 3 cõi. Thì ở cõi dục của chúng ta là có tới 16 loài. Thì cái loài thứ nhất là địa ngục, loài thứ hai là súc sinh. Súc sinh nó có nhiều cái nhân lắm nha. Cái nhân để xuống súc sinh là, cái nhân lớn nhất là cái gì? Là sâu trong lòng mình khởi tất cả các dục vọng và gần như muốn thỏa mãn hết, không có dừng cái dục nào. Dục ăn, dục gì đó, dục nam nữ, bất kỳ một cái dục nào mà gần như người tu chúng ta không bao giờ muốn dừng lại. Không bao giờ người tu chúng ta muốn dứt cái dục đó mà cứ tìm đường để thỏa dục. Ở cái thế giới này có hai cái nghịch chiều. Nếu bây giờ mà mình ít hưởng dục á, thì tự động đời sống mình thanh cao. Mà người nào thỏa mãn dục nhiều thì đời sống nó bắt đầu nó bị vẩn đục. Và cái vẩn đục đó nó không phải là đợi mình, ví dụ như cái dục nam nữ không phải đợi gần gũi nữa. Nó vẫn đục sâu ở trong tâm của mình. Cho nên trong cái tâm mình còn nhiễm dục thì mình ngồi ở chỗ mình cũng tưởng tới chuyện đó được. Ở mình cũng tưởng chuyện đó được. Và một đêm tưởng đó là sáng, mắt đục ngầu, khí sắc tối đen. Người ta nhìn vô ánh mắt mình, ta biết mình khởi nghĩ điều gì. Và đó là mình đang tạo cái nhân của súc sanh. Đây là điều mà chúng ta thấy. Thật ra tất cả mọi cái cảnh cõi đều do tâm chúng ta hết rồi. Chứ không phải là bây giờ ví dụ như mình chết cái mình đọa làm cái loài súc sanh. Ngoài cái nhân mà chúng ta thỏa mãn cái dục ra thì vẫn còn nhiều cái nhân khác nữa. Cái nhân kế nữa là gì? Chúng ta đã tạo những cái nhân quả xấu ác đối với các loài chúng sanh khác. Ví dụ như chúng ta có thể giết nhiều loài chúng sanh quá thì nó không phải thành tội xuống địa ngục, nhưng mà cái nhân quả để chúng ta thành cái loại chúng sanh, để chúng ta phải trả cái nhân quả mà chúng ta đã gây tạo. Rồi cái nhân gì đó, nhân sống mất tư cách. Đây là một điều kỳ nha. Sống mất tư cách là bị đọa là cái loài thấp hơn loài người. Tí gì ví dụ như bây giờ chúng ta là con người, bây giờ chúng ta xỉn xài nói chuyện nó không có kiểu của con người nữa. Ăn không có đúng với chỗ của người ăn, ở không đúng chỗ người ở, nói không đúng chỗ người nói, tức là tự mình làm mất cái tư cách của con người. Và không phải là mất tư cách riêng với một số người đâu, mà gần như xã hội không còn chấp nhận mình là cái người có tư cách của một con người nữa, thấp hơn cõi người của mình. Thì đó cũng là một cái dạng nhân của súc sanh. Thật ra sống ngay trong đời này, nếu mà chúng ta giữ được cái tư cách làm người, để chúng ta khôi phục được cái người của mình ở cái đời kiếp sau, làm một cái chuyện cũng không phải dễ. Cho nên lúc nào chúng ta thấy có những người mà ăn chơi be bét rồi rượu chè liên miên, chưa có lúc nào người đó tỉnh. Không có, không bao giờ thấy họ tỉnh. Và họ luôn luôn sống, họ luôn ăn, luôn nói những cái mà mình nghe, mình đến người đàng hoàng họ không có lọt lỗ tai được câu nào hết. Thế cho nên mất cái tư cách làm người đi, đó cũng là cái nhân của súc sinh nữa. Lại còn một nhân độc đáo nữa, cái nhân này mới là cái nhân khó ra nhất. Là gì? Tới phút lâm chung á, tiếc tiền, tiếc của. Và nhân này là cái nhân mà gần như rất là nhiều người bị. Có những người tới phút cuối chết không có kịp trăn trối với con cái, ra đi rồi tiếc cái hũ vàng ở dưới giường đó. Thì đời sau thành con gì nằm đó giữ. Và cái chuyện mà chuyện đầu tiên cải gia di tự của Trung Quốc nó cũng xuất phát từ cái chuyện này. Có một bà cụ, bà đó là bà nội,
gia đình cái chuyện kể như vậy. Tức là bà nội lúc mà, đây là cái niệm mà cái niệm luyến ái này nha, lúc bà nội lâm chung á thì bà rất là thương cái thằng cháu nội trai, thằng cháu nội trai 4 tuổi. Thì bà đòi gia đình phải đưa thằng cháu nội trai tới. Khi cháu nội trai tới là bà vừa nắm tay cháu nội xong là bà trút hơi thở cuối cùng. Vậy thôi chuyện qua. Sau 18 năm, 18 năm thì thằng con trai của gia đình đó chuẩn bị cưới một cô thiếu nữ 18 tuổi. Nó năm đó là nó 22 tuổi rồi. Đã đám cưới rình rang chuẩn bị xảy ra. Thì lại có một cái vị thiền sư tới, đội nón lụp sụp đi tới. Và thiền sư nói là phải cho vào nhà để gặp chủ nhà. Thì đang người ta tổ chức đám cưới nhưng mà ảnh cũng phải thấy một vị tu sĩ thì cũng để nang mời vào nhà. Mời vào nhà thì vị thiền sư mới nói cái đời này nó hết sức là loạn luân. Cháu nội mới bà nội đây thì bây giờ trở thành vợ. Còn là cha thì chuẩn bị bị giết mổ để phục vụ cho cái đám cưới đó. Trời, cha chủ nhà chả nghe cha đỏ mặt lên, đang đám cưới mà lại ăn nói cái kiểu này là nghe khó chịu lắm. Thì ông đứng vỗ hoàng một cái rầm nói, ông nói cái gì ông nói lại tôi nghe đi. Ông nói mà không có chứng cứ là ông không thể bước ra khỏi cái cổng nhà tôi đang chuẩn bị hỷ sự mà ông lại đây ông nói cái kiểu đó sao? Thiền sư nó ngồi xuống bình tĩnh, tôi nói từ từ cho ngươi nghe cái gì đó mà giỏi dữ vậy. Thì nói bây giờ cái điều mà có thể chứng minh cho ngươi biết á, là cái chỗ con heo của ngươi nằm suốt ngày á, ngươi đào ở chỗ đó lên rồi nó sẽ chứng minh cho ngươi biết điều đó. Tức là ở nhà ông nuôi con heo, tiện heo nó chuẩn bị mần thịt để làm đám cưới của cái thằng cháu nội cưới bà nội. Nói bây giờ tôi đang cái lễ gì mà phải đào sao? Ông nói là phải đào, tao ngồi đây tao chờ cho ngươi đào để ngươi có thể thấy được cái sự thật mà tao muốn nói. Thì cuối cùng cho gia đình đào cái chỗ con heo nằm lên, ở dưới đó chôn một hũ vàng. Thì ông nói đó là hũ vàng cha ngươi trước khi chết không kịp trăn trối, đúng không? Cha ngươi chết bất đắc kỳ tử, không kịp trăn trối với ngươi. Vì tiếc cái hũ vàng đó mà tái lại làm con heo để nằm ở đó giữ hũ vàng suốt mấy tháng vừa qua. Nhưng mà cũng trùng cái duyên này thì thằng con ngươi gặp lại cái bà nội của ngươi. Ủa, bà nội của nó là mẹ của ngươi. Đó là trước phút lâm chung mẹ của ngươi nắm tay thằng con trai mới chịu chết, đúng không? Ông nói đúng. Vì cái tình luyến ái đó mà đời này quay lại kiếm nhau thành vợ thành chồng. Thì vậy là mời hết rồi, bà con dòng tộc mời hết trơn rồi. Đâu có thể hồi cái chuyện đó được, gia đình danh giá dòng tộc mà. Nhưng mà ngồi suy nghĩ nó, thiền sư bây giờ phải tính như thế nào để cho mọi chuyện nó yên bề. Ông nói đơn giản, thứ nhất là ngươi không được giết con heo này đại đám, mà đó là cha ngươi á. Tái lai như vậy thì ông thiền sư cũng rờ đầu con heo, ông chú nguyện gì không biết, thì bữa sau con heo cũng chết thiệt. Còn cái chuyện của hai người này chuẩn bị cưới nhau thì vẫn rước về nhà sống một cái đời sống giống như người thân, để được rước về nhà với nhau. Nhưng mà cái thằng nhỏ này không được ăn ở sống chung dư vợ dư chồng với người kia. Và gia đình đó phát nguyện đi theo Phật và chuyển cái nhà đó thành một cái chùa để tất cả các nhà đều tu hết. Đó là cái chuyện mà chúng ta thấy là chỉ cái niệm liếng tiếc tiền của cũng thành cái loại thú. Thấy chưa? Đó là những chuyện mà chúng ta đọc trong kinh, trong sử thì rất là nhiều chuyện này xảy ra. Có những cái chuyện, chúng tôi hồi xưa cũng đọc nhiều cái chuyện về cái tình cảm mà nó có thể sanh thành cái loài xấu. Ví dụ như cái ý niệm hận thù. Ý niệm hận thù nó cũng sanh thành cái loài ác thú để trả thù nữa. Thì cũng là một cái mỗi chuyện. Có một bà cụ đó, bà cũng nghèo, ở một cái thôn xa xôi. Thì chiều hôm đó trời mưa gió rất là lớn, thì có ba cái ông ăn mặc rất là sang chạy vào nhà của bà trú mưa, mà cũng tối rồi thành ra đường xa cũng không đi qua đêm được. Ba ông này hứa là bà cho tôi mượn cái chỗ ngủ và cho tôi ăn bữa cơm, sáng hôm sau tôi sẽ trả tiền cho bà. Tại tôi là thương gia mà đi lỡ bước thôi chứ không phải tôi là người nghèo. Thì bà này thấy mấy ông này ăn mặc sang trọng mà bà rất là nghèo, dép hết cái lu chỉ còn đủ lon gạo nấu cháo đãi thôi chứ không đủ để nấu cơm đãi ba ông này nữa. Rồi bà nhường cái giường của bà cho ba ông này ngủ, tối bà khoanh ở dưới đất bà ngủ. Nửa đêm mấy ông này rút lui
ngủ thức dậy giấc rồi ba mấy bốn giờ rút bỏ chạy mất. Bỏ chạy mất thì bà rượt theo, bà đòi tiền. Thì mấy ông này bị thương gia mà bà la lên sợ là bể mất danh dự đi, cho nên ba ông này giết bà này. Thì trước cái phút mà trút hơi thở sau cùng, bà thề là bà sẽ trả cái thù này. Vậy thôi rồi bà chết. Chuyện trôi qua im điềm vài năm về sau, thì mấy ông này về gia đình nào cũng khá giả, sống đời sống bình thường, nghĩ là mọi chuyện nó cũng im không có gì. Tự dưng trong cái làng đó có một con trâu nghé rất là dễ thương. Một trong số ba ông đó thấy thích trâu đem về mua đem về nuôi. Như vậy là nuôi được một thời gian, trâu rất là ngoan, rất là hiền. Chủ nhà cũng thương, đêm nào cũng ve vuốt, rồi mỗi tối là đốt, giống như đốt cái đống ung vậy đó. Thì khung khung vô khều khều đống ung, rồi mũi mồng nó đậu lỗ tai con trâu. Cho nên là nó mới đầu nó bạch vỗ vỗ lỗ tai nó thì bay, nhưng mà cuối cùng bay làm sao cái nó lắc qua lắc lại, cái nó lắc cái làm sao mà cái sừng đâm vô cái hầu của thằng cha đó, chết ông thứ nhất trong số ba ông. Cái này vô tình, không phải nó cố ý nó giết đâu, nó rất là vô tình. Thì vậy là anh bạn, trong ba anh bạn thân thấy tiếc con trâu của một bạn mình nuôi lâu nay thì mới mua về nhà nuôi tiếp, tức là không có nỡ giết, không nỡ bán, không nỡ giết con trâu này. Một anh bạn thứ hai cũng đem trâu về nhà nuôi nữa. Nó rất là ngoan hiền, không có gì hết. Nhưng mà nuôi một thời gian, tự nhiên buổi chiều đó đó, anh này anh lùa vô chuồng, nó trứng, nó không có chịu vô. Anh giận lấy cây anh đập. Và anh đập nó giận nó quay lại nó cụng anh cho tới chết. Vậy là hai ông. Ông thứ ba thì đi làm ăn xa. Thì gia đình của ông thứ hai này bắt đầu mới bán con trâu này, bán con trâu này cho người ta làm thịt. Thì là đem ra bán ngoài chợ, bán thịt cũng hết rồi, còn cái đầu con trâu mà không biết làm sao, cái đầu con trâu để nguyên hai cái sừng. Ông thứ ba này đi ngang thấy sừng trâu cũng thích, tính đem về mua cái đầu đó rồi làm gì cho khô để treo đồ chơi trang trí trong nhà. Mới quải cái đầu con trâu đi về. Dọc đường đi về mệt quá, ghé bụi cây treo cái đầu con trâu lên cây nằm dưới hả họng ngủ. Ngủ hồi đứt dây thọt cái sừng vô họng chết luôn ông thứ ba. Ở chuyện thật hư thì như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà cái ý ở đây muốn nói là gì? Trước khi mà lâm chung á, có những cái ý niệm mà có thể làm cho con người ta bị đọa vào những cái loài xấu đi. Nếu là thành loài súc sinh mà trước phút lâm chung mà với cái niệm oán thù lớn á, thì nó thành những cái loại quái thú hoặc là những loại thú độc, những loại thú dữ để có thể trả được cái thù đó. Còn cái ý niệm mà luyến ái, tiếc tiền, tiếc của, luyến ái thì có thể một là sanh thành người, hai cũng có thể thành một loại thú quanh quẩn cái người mà mình thương. Hoặc là có thể tiếc tiền, tiếc của thì sanh thành một loại thú để nằm giữ cái đống tiền đó. Thì đó là cái nhân của súc sinh. Cho nên chúng ta thấy là khi mà bị sanh một cái cõi nào đó, thì vậy là cái phúc lâm chung cũng như cái đời sống hiện tại của người đó, tâm thức của người đó tương ưng cái cảnh đó người ta đi vào. Chứ không phải là chúng ta bị, ví dụ như bây giờ mình nghe nói là người đó bị đọa địa ngục. Vì đọa địa ngục có nghĩa là bị cái ông thần nào ở đâu bắt mình, nhét mình vô cái cõi địa ngục. Không có chuyện đó. Không ai bắt mình trơn á. Đây là một cái điều hay của sinh tử. Mà cái nghiệp của mình nó trở thành một cái lực hút để đi tới một cảnh giới tương ưng, là cái chỗ chỉ có đâm chém rồi giết chóc rồi không, nó hành hạ khổ đau với nhau, chứ nó không có một phút giây dừng về cái việc đâm chém đó. Thì cõi đó chúng ta gọi là địa ngục, tức là tất cả những người trong đó đều phải bị những cái khổ đau đó. Còn bây giờ cái tâm chúng ta tương ưng với cái chuyện mà dục nhiễm thì chúng ta bị rớt vào cái cõi thấp hơn cõi người. Và điều mà đáng sợ nhất là phúc lâm chung mà trong tâm còn dục. Đây là cái chuyện đáng sợ nhất nữa. Đức Phật nói trong kinh đó là khi mà bỏ cái thân người này rồi, muốn cái đời sau được làm người là nghìn trùng khó khăn. Bởi vì sao? Cái lòng chúng ta còn dục. Và trong cái cõi này, ngoài loài người ra, các loài thú, từ cái loài thú lớn cho tới loài thú nhỏ, mà âm dương nó gặp nhau đều phát ngọn lửa dục hết. Và ngọn lửa dục đó nó chiêu cảm với cái tâm dục của mình
lang thang trong cõi âm, mình không biết mình đi đâu. Nhưng mà phải nói là nếu như trong một phút giây này, mình bây giờ, tại mình là cái loài người, mình bị cái vật chất nó che chắn, mình không thấy ngọn lửa dục nó khắp đất đai này, khắp tất cả các cõi hết. Cho nên cái ngọn lửa dục không có chỗ nào không có, và lúc nào nó cũng phát cái ngọn lửa lên, nó gây một cái sức hút mãnh liệt đối với cái người còn cái tâm dục sau khi bỏ thân mạng này. Cho nên đây là cái chuyện mà người tu chúng ta phải hết sức là dè dặt, rất là khó thoát. Phải nói một câu như vậy nếu chúng ta không tu tốt ngay từ bây giờ. Còn tâm dục là khả năng mà đi tới cõi người khó lắm. Chúng ta không có đủ cái sức để chúng ta cưỡng lại cái dục lòng của mình. Thì vậy là khi ngọn lửa dục nó phát lên rồi là nó tạo thành một cái lực hút mãnh liệt. Chung vô đó rồi mình thấy có đôi lúc mình thấy con heo chưa sanh ra nó chết trong bụng, hoặc là vừa sanh ra nó chết. Đó là mình vô trong đó rồi mình thấy, ủa mình đi lộn đường sao mình lông lá tùm lum như nè. Tới lúc đó giật mình thấy vậy rồi không, bắt đầu không ăn không uống rồi mới bỏ. Thì có những cái loài thú chết non nó bị cái gì, bị tâm dục nó hút vào. Mặc dù người đó không phải là cái nghiệp đời đó để thành một cái loại thú, nhưng mà phúc cận tử với những cái tâm tư của mình chưa có gạn lọc kỹ, dục tâm, dục nhiễm của mình còn nhiều, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi cõi thấp. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Thật ra cái cõi súc sinh là cõi thấp hơn cõi người của mình. Còn cái cõi ngạ quỷ, chúng ta thấy trên cuộc đời này có những người mà họ keo kiệt đến cái độ ngay cả người thân ở trong nhà có đói đi nữa họ không quan tâm, họ tính làm sao mà chín đồng phải là chẵn cho 10 để mình cất két sắt. Luôn luôn là như vậy, cứ ngồi đếm tiền. Bữa nay mình mới có 8 đồng, gán thêm 2 đồng, 10 đồng còn dư cái lẻ lẻ thì mới cho gia đình, dòng họ, bà con, anh em, thân bằng, quyến thuộc. Thậm chí còn không có cho luôn nữa. Nhưng mà họ vì mình, họ vì cái sự nghiệp của mình, họ vì cái danh vọng của mình, họ cực khổ thâu đêm suốt trắng, họ làm vất vả gian tuân đủ tất cả những cái chuyện mà lao nhọc cực khổ để có thể đầy thêm cái túi của mình. Chứ mình không hề có một chút nào quan tâm. Người ta đói, người ta khát, kế bên nhà mình chỉ cần bỏ cái lẻ lẻ thôi có thể cứu sống cả gia đình, cả dòng họ người ta. Nhưng mà tại vì mình chưa có chẳng được 10 đồng, cho nên gán chờ đủ 10 đồng đi, dư lẻ rồi mới tính tiếp. Tức là cái tâm bỏng sẻn, ích kỷ, tham lam đó gần như lúc nào nó cũng đốt cháy người này vì cái tham tiền, vì cái tham vọng của họ. Họ không bao giờ họ yên. Đó là cái nhân của ngạ quỷ. Cho tới khi mà thành cái loại đó rồi thì luôn luôn là thấy đồ ăn là cần cổ bị cháy, thấy nước uống là cần cổ bị cháy. Cần cổ thì nó nhỏ bằng cây kim, cái bụng thì to như cái trống. Như vậy là không thể ăn được, không thể uống được, khổ sở trong cái cảnh giới mình đang sống. Chúng ta thấy cái chuyện của Ngài Mục Liên mà có kể là khi bà Thanh Đề thấy chén cơm rồi sao? Vì cái nghiệp cũ nó nổi lên. Nghiệp cũ nổi lên thì cái tham tâm nổi lên là lửa cháy, không thể ăn được thức ăn. Cho nên trong mấy cái nghi thức cúng rồi của quý thầy là phải có một cái gọi là chú khai yết hầu. Không tụng chú đó mấy cái loại ngạ quỷ ăn không được. Và mấy vị mà không có nhất tâm tụng cái đó mà đem ra bài đồ ăn á ha, trên cái bàn cô hồn mà mình bài đồ ăn rồi mà tâm mình nó không có định á, mình tụng cái bài chú khai ác hầu không có đàng hoàng á, nó khổ, nó ăn không được ngày hai ngày, nó nhịn được mà nhiều ngày quá coi chừng rồi nha. Mấy người cúng cô hồn có khi thì phước chúng ta cũng lớn ghê gớm lắm, nhưng mà có khi mình làm khổ mấy cái loại ngạ quỷ trong lúc mà mình tụng, mình cúng mà mình không có nhất tâm. Mỗi một lần mình bày ra nó khổ, chứ nó không có vui, tại nó ăn đâu có được đâu. Lửa bị lửa cháy mà, cổ bị lửa cháy mà nó ăn không được. Mà lần hồi là quý thầy có chuyện à. Và chùa đó sẽ có chuyện vì lý do chỉ cần cúng cô hồn không nhất tâm thôi, cái chùa đó thời gian nó cũng loạn. Những người mà có cúng cô hồn phải biết được cái này, phải tác ý từ bi, phải khởi niệm, khởi tâm từ, phải mời mọc người ta. Rồi phải nhất tâm cái lúc mà chúng ta chú nguyện tụng kinh nữa, thì những cái loài âm nó sẽ có lợi lạc rất là lớn. Loài Atula thường nó là cái gì? Thường là chúng ta có nhiều cái ý niệm sân hận. Mặc dù cái loài này cái phước lớn hơn loài người, ảnh cũng có thần thông, cũng tương đương với cõi trời, dạo cõi này cõi kia được. Nhưng mà cái tâm sân si của họ không dừng dứt. Và mấy anh này thường xuyên lui tới cõi trời làm gì? Đánh cướp thiên nữ, tranh giành với trời đế thích, giành thiên nữ lung tung.
Ảnh cũng ngon lắm, lên tới cõi trời giành giật thiên nữ với các vị cõi trời. Nhưng mà cái nhân là cũng có làm phước. Nó có hai cái. Một cái là ví dụ như có những cái người mà họ có công với đất nước. Công với đất nước thì họ cũng cái dạng mà họ có làm lợi ích cho nhiều, rồi họ bị hy sinh thì được dân chúng mà tôn sừng sùng quý kính, họ thờ cúng, rồi họ thành một cái loại thần. Thần này dễ nổi sân lắm. Thần này là sẵn sàng hơn thua chứ không bao giờ nhịn ai. Đó là thần Atula. Vì vậy là khi mà làm phước mà người ta không có tu tập, chỉ vậy là họ sẽ được cái gì đó hơn cõi người một tí. Nhưng mà họ không có tu, thành ra rồi cái tâm sân hận để dễ có thể làm cho họ bốc cháy, dễ có thể làm cho họ sân si vân vân. À, cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng là từ cái tham, rồi cái sân, cái si của mình, tất cả đều tạo những cái cảnh cõi. Và ngay cái cõi dục của chúng ta, những cái cõi có thể cao hơn cõi người. Cao hơn cõi người bằng cái gì? Bằng công phu. Một là do chúng ta làm phước. Ở đây chúng ta thấy là qua hết cái cõi Atula rồi á, rồi tới cái cõi Phất Bà Đề Hữu, cõi Cù La Di Hữu vân vân, Quốc Đơn Việt vân vân, thì nó chưa, nó vẫn là những cái loại mà giống như những cái loại mà nó cao hơn cõi người, mà nó không mang cái thân người, nó vẫn vơ vơ trong cái cõi mà gần giống như cái cõi âm vậy đó. Nhưng rồi tới cái cõi mà kế cõi cao hơn cõi người, cao hơn cõi người mà có khả năng lại quản lý được cõi người của chúng ta, gần cõi người của chúng ta. Và những người ở cõi đó cũng hay xuống cái cõi chúng ta để lãnh đạo, cũng làm chủ một cái nhóm, một vùng, có thay khi là xuống làm vua một nước nữa. Đó là cõi Tứ Thiên Vương. Cõi Tứ Thiên Vương, cõi Tứ Thiên Vương là cõi cận kề cao nhất cõi người á. Mà cái phước của cái cõi này là gì? Phần đông là họ làm phước thôi. Cõi Tứ Thiên Vương thì ít khi họ có dụng công tu tập thiền định. Tới cõi trời Tứ Thiên Vương là đa phần là làm phước. Một là Tứ Thiên Vương, và thứ hai là cõi trời Đế Thích á, thì luôn luôn là làm phước được sanh về. Thì vậy là khi mà họ có phước lớn hơn cõi người là họ sẽ tới cõi trời Tứ Thiên Vương là thường. Cho nên nói sanh cõi trời là đa số là lên cõi trời Tứ Thiên Vương này để hưởng phước. Và cũng có một số cõi từ cái cõi trời Tứ Thiên Vương này xài hết phước đi xuống sâu hơn. Nếu mà xuống tới cõi người là quá sướng ở ổng rồi. Nhưng mà có nhiều người không xuống tới cõi người được. Họ xuống sâu hơn nữa, tức là xài một lố phước rồi xuống tới cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Cho nên thường đó là trong kinh Đức Phật nói là trở lại cõi người là nó có nhiều điều kiện để có thể học hỏi tu tập tốt. Còn nếu mà về những cõi trời hưởng phước có khi chúng ta quên tu. Quên tu thì mau hết phước, hưởng cõi trời một ngày có thể bằng cả ngàn ngày cái cõi của mình. Thật ra cả đời mình làm phước lên cõi trời chúng ta hưởng thời gian hết. Hết là đi xuống những cái cõi sâu. Những cái cõi như là Tam Thập Tam Thiên Hữu Sứ, Diệm Ma Thiên Hữu Sứ là bắt đầu có công phu rồi đó. Những cái cõi trời này là tương đương với cái dạng mà sơ thiền nhị thiền. Sơ thiền nhị thiền sau khi mà viên tịch thì có thể về những cái cõi này. Nhưng cái tới cái cõi mà đâu sức thiên á, cõi này thiền định thấp vô cũng được, lạ kỳ. Đa phần những vị tu sĩ cũng hay thích phát nguyện vô cái cõi này lắm. Cõi này là những cái cõi mà các vị Bồ Tát ngụ nhiều hơn. Và trong kinh Đức Phật Di Lặc cũng nói, Đức Phật nói là Ngài Di Lặc cũng đang ở cõi này, đang giáo hóa các vị Bồ Tát để có thể đi làm Phật sự các nơi. Trong kinh cũng có nói là vì Bồ Tát Hộ Minh cũng từ cung trời đôi sức giáng thần nhập thai để thành Thái tử Tất Đạt Đa và tu hành chứng thành Phật quả. Thật ra cõi trời đâu suất này là một cõi trời mà rất là nhiều các vị mà tu tập tốt hay phát nguyện về. Cũng có rất là nhiều các vị thiền sư phát nguyện sau khi con viên tịch con xin được về cõi trời đâu suất. Và ở trong kinh ấy có kể rất là nhiều vị thiền sư, ví dụ như Ngài Ngưỡng Sơn ấy, có một lần nằm mộng Ngài thấy Ngài về cõi trời đâu suất, và trên cõi trời đâu suất có một cái ghế để dành cho Ngài. Và Ngài cũng được hội chúng mời thăng tòa thuyết pháp, và Ngài lên tòa Ngài thuyết pháp không hai, ví dụ vậy. Hoặc là cái chuyện cũng có rất là nhiều cái chuyện các vị thiền sư, mà các vị thiền sư đa phần có cái sự hiểu biết và có công phu thiền định tốt á,
thì họ các vị đều có cái sự phát tâm về cung trời này. Cung trời này rất là nhiều các vị Bồ Tát và Ngài Di Lặc đang thuyết pháp ở đây. Thì như vậy là bằng công phu thiền định, bắt đầu từ cung trời đấu sức trở lên là bằng công phu thiền định mới về được. Còn nếu mà thiếu thiền định là chúng ta rất là khó có thể về cõi trời. Ngang cõi trời thôi, cõi trời mà đấu sức này thôi là đã khó rồi. Nhưng mà cõi trời đấu sức vẫn còn là cõi trời trong tầm của dục giới nha. Chưa tới cõi trời sắc giới. Thì vậy là chứng tỏ rằng công phu thiền định của chúng ta cũng không có vừa. Rồi tới cõi quá lạc thiên. Cái cõi này được sống trong, bắt đầu sống trong thiền định. Rồi cõi tha quá tự tại thiên. Tha quá tự tại thiên cũng ở trong thiền định mới có thể sanh về. Và tới cái cõi thứ 15 là sơ thiền. Wow, sơ thiền lên cõi sơ thiền hữu. Rồi cái cõi sơ thiền nó là một cái cõi khác. Thì nếu mà không phải công phu thiền định, chúng ta không thể về những cái cõi này được. Và tới cái cõi thứ 16 là đại phạm thiên á, là mới kết thúc cõi dục. Cõi dục tới 16 cõi như vậy, trong cái cõi dục giới của mình. Tới cái cõi thứ 17 là bắt đầu bước qua nhị thiền, là cảnh giới của sắc giới nè. Tới cõi trời sắc giới rồi, là nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tứ thiền thiên, là cõi trời sắc giới. Bắt đầu qua cõi trời vô sắc giới là bắt đầu tới cõi là vô tưởng. Đó, ví dụ như chúng ta từ nhị thiền, sơ thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ thiên, là bắt đầu tới cõi trời, ở trong cõi trời vô sắc. Thành ra là ở đây tới bắt đầu tới cái thiền định, đi vào con đường mà sơ thiền bát định, là bắt đầu lướt qua cái cõi trời sắc giới, qua tới vô tưởng hữu tịnh cư a na hàm hữu. Thì cái cõi này là cận kề với cái cõi với cái thánh quả a la hán tịnh cư thiên, tức là chứng quả a na hàm, quả vị thánh thứ ba mới được vào cõi trời này. Đáng lý cái này phải sắp sao á, tại vì không xứ hữu và thức xứ hữu, bất dụng xứ hữu là không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ, ba cái này nó nằm trong cái dạng thiền định. Nhưng mà ba dạng thiền định này nó còn ở trong cõi trời vô sắc. Nhưng mà con cái cõi trời tịnh cư a na hàm thiên là một cái cõi trời khác, nó gần cuối cùng trên đỉnh điểm của cái cõi trời để chuẩn bị mà chứng thánh quả. Và cõi 25 là cõi phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiền, tức là sau khi thiền định mà vượt qua cái cõi phi tưởng xứ thiền á, nếu mà không có vượt qua được thì chỉ trụ lại cõi trời, còn vượt qua được á, thì chứng quả a la hán, đạt được cái diệt thọ tưởng định á, thì sẽ chứng quả a la hán. Như vậy là từ cái cõi mà dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, bắt đầu cõi sắc giới mà cái tầng cao á là sử dụng bằng công phu thiền định hết. Vậy là trong sáu cái đường trời á của cõi dục thì có sáu cái dục, có 16 cái cõi dục, có 4 cái thiền của cái sắc giới và 4 cái thiền của vô sắc giới. Mỗi cõi là một hữu, tức là mỗi một cõi là xem như có một cái tâm của chúng ta nó tương ưng cõi giới đó để chúng ta có thể đi về cái cõi giới nào. Tâm chúng ta đang ở cái tầng nào thì chúng ta sẽ về cái cõi đó, chứ không phải là cái cõi đó có sẵn nó lập lên để rồi bắt mình phải đi vào đó, không phải như vậy. Thành ra ở đây á, ví dụ như có những người trong cái cõi dục của mình, thì vậy là chúng ta thấy có những người cõi dục nhưng mà họ đang hưởng cái phước trời, đang ở cái cõi phàm của mình nhưng mà họ hưởng được phước trời nha. Thì vậy là cái phước họ quá lớn đi, cái tất cả những cái vật chất gần như không có thiếu gì khi mà họ bắt đầu họ tác ý mong muốn, thì những cái vật chất gần như là sung mãn hoàn toàn. Có những người mình gặp rõ ràng là họ xài cái phước của cái cõi trời chứ không phải cõi người. Tiền bạc gì đâu mà họ không thể đếm được, họ không bao giờ đếm nổi cái tiền của họ đang có. Vừa sanh ra là tiền đã đầy rồi, vàng bạc đầy kho rồi. Rồi lại có những người vừa sanh ra nó nghèo khổ, cha mẹ không có cơm ăn, rồi không có nhà ở, không có áo mặc,
sinh ra là nó khổ đau từ thuở bé. Có người chỉ uống nước cơm mà sống qua ngày, chứ còn không có cơm để mà ăn. Từ cái thở ban sơ đã như vậy rồi. Cho nên chúng ta mới thấy là tùy theo tâm của mình, tùy theo phước lực của mình mà mình có mặt trong cái đời này. Ví dụ như trong cái pháp hội chúng ta ở đây, có những khi chúng ta tác ý đi làm điều thiện á, ví dụ như bữa nay chúng ta muốn ngồi nghe pháp một buổi thôi, vậy mà có nhiều người làm không được. Chứ đừng có nói là chúng ta nghe hết ngày. Thế vậy ngồi hội nhức đầu, chóng mặt, đau răng, hay là có chuyện gấp ở gia đình gì gì đó, khiến chúng ta không có đủ cái phước để chúng ta có thể ngồi yên được 2 tiếng đồng hồ. Cho nên mỗi một cái sự việc xảy ra trong đời sống này, thì chúng ta đủ cái trầm tĩnh á, để chúng ta ngồi lại, chúng ta nghiệm xét, thì chúng ta sẽ nhìn ra được cái phước của con người ta. Phước con người ta, những người cõi người này chúng ta thấy hay lắm. Ví dụ như từ mà cõi trời xuống đây á, thì thứ nhất chúng ta nói về tư cách. Họ có một cái tư cách lạ thường, đứng đắn đàng hoàng, khỏi cần học qua trường lớp gì hết. Nhưng mà những cái cư xử người với người, những cái giao tiếp quan hệ xã hội, những cái điều mà họ làm á, mình nhìn người đó rất là đẹp về mọi cái phong cách của họ. Nhưng mà có những người cũng học trường lớp, có bằng cấp đàng hoàng, ăn nói không có ra gì, cái tư cách thấp thỏi. Thì chúng ta biết làm sao, hai người này là một người là trên xuống, người ở dưới lên. Khi mà ở dưới lên nó muốn rầy họ, muốn dạy họ, muốn nhét cho họ một chút kiến thức khó khăn cung cực. Vị thầy có thương nói ngày này qua tới ngày kia họ cũng đơ ra đó. Tại vì bao nhiêu cái nghiệp của chúng sanh, bao nhiêu cái nghiệp của ngạ quỷ, bao nhiêu cái nghiệp của địa ngục, nó đang còn đầy ở trong tâm thức họ chưa có phá vỡ được. Người trở lại làm người thì chúng ta thấy cái tư cách khá hơn chút. Nhưng mà dưới cõi, ba cõi dưới là địa ngục, ngạ quỷ mà súc sanh, mà lên để làm người thì mình thấy là thôi đi, không bàn nữa. Cứng đầu, cứng cổ, khó dạy, khó ăn, khó nói, hù dọa, đánh đập thì sợ. Chứ nói ngọt không bao giờ nghe. Lạ kỳ như vậy đó. Gọi là cái gì đó, uống rượu, rượu mời uống rượu phạt. Tại chừng đó mới nghe. Tại vì cái cõi nó bị đau khổ, bị hành hạ rồi. Bây giờ nói tới cái chuyện mà phải đánh, phải hành hạ, nói chuyện phải đau khổ mới giật mình, chứ là nói ngọt không bao giờ không nghe. Thì đó là những cái người mà chúng ta có thể nhìn biết rằng họ mới trên kia xuống rồi, mới ở dưới lên. Và trên kia xuống thì khỏi cần mất công, nói ra, khỏi có nặng lời, vì nặng lời cũng không lợi ích gì. Khỏi mất công nặng lời, nhưng mà từ dưới lên là phải rôi giọt. Rôi giọt mới có thể nên người. Cho nên có những người mà chúng ta không có thể nói cái lời nhẹ được, thì họ mới động tới cái tâm của họ. Mình dùng hết cái lực của mình luôn á, mình tác động á, thì họ mới giật mình cái. Còn nếu không thôi giống như bây giờ Đức Phật ví dụ ở trong kinh đó. Đức Phật ví dụ như có những cái loại ngựa mà ngựa giỏi á, thì nó chỉ cần thấy cái bóng roi là nó vọt à. Thấy chưa? Còn những cái loại ngựa mà thường thường nó là phải đánh nó một cái nó mới chạy. Nhưng mà đánh nhẹ nhẹ thôi, không cần đánh mạnh nó đã chạy rồi. Những cái loại mà nó tệ hơn chút, nó quýnh thiệt đau thì nó bắt đầu nó nhúc nhích. Còn những cái loại ngựa mà ngựa dở là thường thường mấy người chăn ngựa có một cái cây thiệt cứng, có cái đinh luôn, nó phải đâm bằng cái đinh, nó rỉ máu nó thì nó mới chịu chạy, chứ còn bình thường nó không có chạy. Ba cái loại ngựa đó. Ba loại ngựa đó được ví dụ ở Đức Phật là những người mà có cái căn cơ lớn. Ví dụ như bây giờ những người có căn cơ lớn là họ thấy bóng roi là thấy cái gì? Tự nhiên cái họ thấy có người trong làng kia chết là họ tự động họ thấy rồi, cái người đó chết thì trước sau mình cũng chết. Cái chuyện chết là ai cũng bị. Họ ý thức rất là sâu sắc về cái chết của người khác, để họ thấy cái cuộc đời này rất là vô thường, nó rất là mong manh, mình không có cái gì phải nên đắm trước, không có nên gì chấp chặt ở cái cõi này, từ vật chất cho tới thân tâm này. Ví dụ như đó là những cái loại ngựa có bóng roi á. Như thấy người ta bệnh hoạn đau khổ, người ta bệnh thì mình cũng phải bệnh, chứ mình không phải là được thượng đế ưu tiên cho mình không bệnh đâu. Nhưng người ta chết mình cũng chết, chứ không phải thượng đế ưu tiên cho mình không chết. Chết hết trần gian có mình sống mà. Người ta khổ hết có mình sướng à. Trong lòng mình luôn luôn là như vậy. Đó là cái loại ngựa nào? Loại ngựa thứ tư rồi, chứ không phải ngựa thứ hai, thứ ba nữa. Tức là khi mà thấy cái bóng thôi, thấy cái chút bóng dáng khổ đau trong trần thế, người ta giật mình, người ta thức tỉnh, người ta bắt đầu người ta tu tập. Còn những người mà nói ngày, nói đêm, nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược mà không có vỡ nổi cái chấp trước ở trong tâm của mình,
không có mở nổi cái tâm của mình để mình thấy ra sự thật cái cuộc đời này nó là vô thường. Thấy ra mình hít vô mình không có thở, mình chết, mình thở ra mình cũng hít vô mình cũng chết, nhưng mà không thấy nổi cái điều đó. Ngay cả ở trong chùa xuất gia rồi mà cái chuyện này vẫn chưa thấy, vẫn nhẫn nhẫn nhơ nhơ, thấy ai chết giờ tôi xuất gia là tôi ngon rồi, tôi bước ra ngoài giờ họ sổ rồi đó. Dưới mà địa ngục là coi như tôi xóa rồi đó nha. Nhưng tàn tàn như vậy tôi cũng lên thiên đàng. Thiên đàng đó là thiên đàng tự mình vẽ ra trong cái ảo tưởng mình thôi, chứ còn sự thật nhân quả thì nó không phải như cái tưởng của chúng ta. Cho nên chúng ta mà cứ tưởng như vậy thì có ngày là chúng ta xuống dưới, khi rớt vào chảo dầu sôi, ủa tại sao tôi bị nóng quá, thì lúc đó mới giật mình hay là mình đã bị cháy gần hết cái thân rồi. Thì lúc đó là ân hận không còn kịp, không có thoát ra kịp. Nên cho nên chúng ta thấy là dù có ba cõi có 25 loài đó, 25 cái chúng sanh ở trong 25 cái tầng bậc sanh tử của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc này, thì từ những cái mà xấu nhất, những cái tâm xấu ác nhất, tới những cái bỏng sẻn, người tham dục, rồi sân hận vân vân, tất cả những cái đều có thể sanh ở trong cái cõi dục của mình. Và những cái công phu thiền định để chúng ta có thể đi vào tất cả các cõi, và phải tới cái diệt thọ tưởng định mới vượt thoát khỏi ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Phải như vậy là công phu phải đạt tới cái cảnh giới là vô sanh hoàn toàn, không còn có bất kỳ một cái tâm sanh khởi nào nhỏ nhiệm nhất trong tâm thức, tức là cái cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên ấy. Nó không phải tưởng, nhưng mà nó không phải không tưởng, tức là nó còn một cái gì rất là nhỏ nhiệm, rất là mong manh. Trong một cái cảnh giới thiền định đó, sâu chúng ta mới thấy nổi điều này. Cái chỗ này giống như cái chỗ mà của thiền định mà thiền tông để trước cái phút mà phá vỡ cái hành ấm á. Cái này nó gần giống nhau ở cái mức độ thiền định đó, nhưng mà nó khác nhau tại con đường này là con đường nhập định để có thể dứt trừ tất cả những cái vi tế nhỏ nhiệm ở trong cái tưởng, để có thể diệt được cái thọ và cái tưởng để đạt được một cái định của thánh định, của chánh định. Như vậy cái giai đoạn công phu này là một trong những giai đoạn mà tu tập với mình bây giờ, với những người mà ngồi đây của chúng ta bây giờ đi vào con đường này là ít lắm cũng phải tốn nhiều kiếp. Nhiều kiếp, nhiều chục kiếp, nhiều trăm kiếp nếu mà chúng ta không tinh tấn, và còn có khả năng tới nhiều ngàn kiếp nữa nếu đi vào con đường thiền định đó. Không phải đơn giản, muốn vượt khỏi ba cõi là một cái công phu rất lớn. Thật ra chúng ta thấy trong cái thời Đức Phật á, những cái vị mà thấy tu dễ dàng ha, 1000 mấy trăm vị chứng thánh hết, 1000 mấy trăm vị bên ni có mấy trăm vị cũng chứng thánh hết mấy trăm vị. Là vì sao? Tự nhiên không có thể nào mà họ ra họ tu một đời họ chứng được đâu. Trong cái giai đoạn mà vị Bồ Tát chưa có thành Phật thì các vị này cũng đã theo học nhiều ngàn kiếp rồi. Cho tới khi vị Bồ Tát thành Phật thì các vị này thành Bồ Tát, thành La Hán. Do đó mà trong tam giới này, trong cái việc sinh tử luân hồi của chúng ta, nếu mà chúng ta có được cái duyên lành để mà tiếp nhận được cái dòng pháp nào đó trong cái đời này của mình, và trong cái dòng pháp đó mà mình chúng ta có một cái sự tương thông, có một sự nhận biết một rất rõ ràng, nhận hiểu cho tường tận cái dòng pháp đó, thì ít lắm là đi theo dòng pháp nó phải từ 100 đời trở lên. Dưới 100 đời không hiểu nổi chiều sâu tâm linh của dòng pháp đó. Có những cái dòng pháp rất chuyên môn, đòi hỏi một cái người quá chuyên môn thì từ cả 100 đời trở lên mới hiểu hết. Còn mấy người mới gặp lần hay lần thấy nghe giảng rồi, trời ơi nghe pháp thầy hay, hay lắm luôn á, hay con không thể nói câu nào được, hỏi hay cái gì không biết. Thì chắc chắn là đã có nghe ở đâu đó trong mấy kiếp trước rồi, nhưng mà nó chưa có chịu thông, nó chưa có đã thông được. Đời này cũng có cảm giác là không nghe pháp khác được, chỉ nghe pháp của thầy thôi. Nhưng mà tới hồi hỏi lại là phải tu cái gì trong cái dòng pháp đó thì mình bích, chưa có phá nổi, chưa có tương thông nổi. Hiểu thì có hiểu mang máng đó, không thể nghe pháp khác được nữa rồi, nhưng mà pháp của thầy thì vô không nổi. Tôi nhớ hồi xưa cái ngày Đại Huệ á, được sư phụ mình khai thị cho tới cả 100 lần luôn á, nhưng mà không ngộ. Ngày than câu nghe thương lắm, nghe câu mà tôi đọc tới đó là tôi bị xúc động, tôi khóc á. Ngài nói cái đạo của sư phụ của ngài nó giống như cái chảo dầu sôi vậy á. Ngài Đại Huệ giống như con chó đứng trước cái chảo rồi sôi đó, bỏ đi thì ủ một thọc mỏ vô bị phỏng mỏ.
Mà nó diễn tả một cái tâm trạng mà quá bức xúc, quá thèm khát để có thể phá vỡ đạo lý trong cái đời của Ngài. Mình đọc tới cái câu đó mình nghe xúc động dễ sợ. Thiết tha gặp Thầy, cứ liên tục gặp Thầy trình kiến giải, liên tục gặp Thầy để nhờ Thầy đã phá, mà hàng trăm lần như vậy không ngộ. Cuối cùng Ngài đại huệ, Ngài ngộ. Ngài là một trong những vị mà diễn dương cái đạo về thiền mà thoại đầu rất là mạnh. Tới cái phần kế tiếp là trong ngoài các pháp đều biết không thật, từ tâm biến khởi tất thị giả danh. Tức là tất cả các pháp đều là giả danh thôi. Nếu mà sâu trong lòng của một người hành giả thấy điều này, ai mà có một lần công phu thiền định trong cuộc đời của mình đó, cái này không phải hiểu nha quý vị, tất cả mọi cái chúng ta phải thấy. Chúng ta dùng cái từ thấy này á, nếu mà là những người mà có công phu, người ta sẽ thông cảm là thật sự thấy bằng cái thấy của riêng mình, lạ lắm. Lúc đó nó không phải là kiến thức của ông thầy, không phải là do kinh nói nữa, kỳ lắm. Lúc đó chúng ta rỗng, chúng ta phải tới một cảnh giới hoàn toàn riêng của chính mình. Nó mới còn kiến thức cũ của thầy tổ, nó mới còn cái hiểu biết gì bất kỳ một cái điều gì hết á. Tự dưng mình nhìn sự vật, mình thấy nó là cái gì đó rất là huyễn giả, nó rất là ảo, nó là một cái gì đó giả danh, thì chúng ta mới gọi là thấy được các pháp không thật. Chứ không phải thấy được các pháp không thật là chúng ta ngồi đó chúng ta quán nó là vô thường, chúng ta ngồi đó chúng ta quán nó là quyển, nó quán là nhân duyên giả hợp, không có. Bằng tất cả những công phu đó rất là khó có thể thấy được sự thật của mọi vấn đề. Cho nên khi mà đi sâu vào công phu là chúng ta gần như loại trừ tất cả những kiến thức đang có. Nếu chúng ta còn một chút khái niệm nó là quyển đi, nó cũng không thấy được tới sự thật đâu. Hoặc là chúng ta còn một chút khái niệm nó là duyên hợp giả có, một chút khái niệm nó là vô thường, một chút khái niệm nó là vô trụ, là tất cả những cái khái niệm đó nó che chắn để mình thấy đến sự thật. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên Ngài Vi Sơn nói là ở trong ngoài nó chính là cái tâm của mình. Thì trong duy thức chúng ta học rồi, tam giới, duy tâm, vạn pháp, duy thức rồi. Thì không có cái gì trong cái vũ trụ mênh mông này vượt ngoài cái tâm của chúng ta hết. Mà cái tâm chúng ta nó hiện thành hình sắc, một điều rất là lạ. Mình thấy như là những cái này nó đã hiện rồi, bây giờ ngồi lý luận là cái này nó có thầy mới thấy, chứ sao tâm thầy nó hiện hình sắc được, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta rớt vào cái cảnh giới thật sự không thân không tâm rồi á, thì cái này nó không có với cái người hành giả đó. Không có. Giống như trong cõi này có cái địa ngục. Ví dụ như một người giàu mà mình nói với họ là cái đau khổ của cái người đói mà thèm có được một bữa ăn no, mấy thằng cha giàu mấy thằng cha hiểu không nổi đâu. Không bao giờ mấy thằng cha giàu hiểu nổi cái điều này đó. Giống như mình bây giờ ngày nào mình cũng có cơm ăn áo mặc nhà ở rồi, mình không có thấy cái cảnh khổ đau của người lê lết ngoài đường. Áo thì không có đủ ấm ở cái mùa rét, cơm không đủ no, mưa bão gió rét không có nơi trú ẩn. Họ phải nếm cái mùi giá rét buốt tận trong xương tủy, họ mới thấm thía cuộc đời. Còn nói chuyện đó với mấy người nhà giàu, họ không xúc động được đâu, tại họ không đúng có hiểu, họ không hiểu nổi những cái điều này. Giống như mình nói là bây giờ có rất là nhiều người ở đây, chứ họ sống trong cái tâm, cái địa ngục của họ. Nhưng mình ai thấy được họ đang vật lộn trong cái địa ngục tâm của họ? Chỉ những người sáng mắt mới thấy thôi, chứ ngồi bên cạnh người đó đang trong ở cảnh giới địa ngục cũng ai biết hết. Cái những người xuất gia chứ chưa ra khỏi những cái cảnh đó nữa, đang rất là vật lộn với tất cả những cái phiền toái trong tâm thức của mình, rất là khổ đau, rất là bức bách, nhưng mà đâu ai thấy nổi đâu. Đó, thành ra chúng ta mới thấy rõ ràng là tất cả những cái cảnh giới đều được sanh nơi tâm của mình. Khi tâm mình có thì tất cả mọi cái nó sẽ có. Khi tâm mình không rồi những cái đó nó hiện nhưng mà nó không thành có với mình. Nó có đó nhưng mà nó không thành có với chính mình. Như vậy là khi mà chúng ta đạt tới cái cảnh giới thiền định đó rồi, chúng ta mới cảm nhận được rõ ràng là tất cả những cái đều hiện do tâm. Tâm chúng ta không hiện, mọi cái trần gian là liền thành không. Không phải là do chúng ta tưởng nó thành không, mà sự thật nó không có dính gì với cái tâm của mình hết đó. Chẳng cần đem tâm nương gá, chỉ lòng không gá vật, thì vật đâu chướng ngại được người. Ngài bắt đầu giải tiếp, nhớ chưa? Bây giờ nếu mà chúng ta không có đem tâm mà gá lên vật á, thì sao? Vật không có chướng ngại chúng ta. Sở dĩ mà chúng ta bị cái chướng này, sở dĩ chúng ta bị cái chướng kia trong đời sống,
Dù như có những người ở trong chúng mà gặp người lãnh đạo khó cũng là cái chướng. Có rất là nhiều cái chướng. Những sinh hoạt đi đứng của mình nói chuyện, mình nói không có được lớn mà. Không có được tự do, không có được cái này cái nọ. Chúng ta cảm giác chúng ta bị chướng này, chúng ta cảm giác chúng ta bị chướng cái kia là do cái gì? Do tâm chúng ta quá nhiều cái sự nương gá. Nương gá ở đâu? Chúng ta thấy cái thân này có phải chỗ nương gá không? Có. Cái thân này là chỗ mà lưu trú lâu nhất của cái bản ngã trong suốt mấy chục năm trời. Do đó là cái thân này trở thành cái gì quý giá. Cho nên cái thân này bị cực một chút là chúng ta cảm giác chướng ngại. Cái thân này bị khổ một chút, thân này được cái này mất cái kia. Tất cả mọi cái đều làm cho chúng ta cảm giác là chúng ta bị chướng ngại. Nếu mà ngày nào đó chúng ta không còn gá cái thân này nữa, chúng ta không còn coi cái thân này quan trọng, nó là một cái gì rất là giả danh, nó là không thật, thì không còn chỗ để chúng ta có thể chướng. Nhưng nếu ngày nào chúng ta bị chướng thì chúng ta tự biết rằng là gì, chúng ta đang còn nương gá nơi thân tâm này để chúng ta sống. Chúng ta chưa ra được, chúng ta chưa thoát khỏi cái sự nương gá của thân tâm. Mặc tình pháp tánh trùm khắp, chẳng phải đoạn dứt cũng chẳng cần tiếp nối. Nghe tiếng thấy sắc là việc tầm thường, bên này bên kia ứng dụng không thiếu. Tức là khi mà chúng ta hiểu được cái cuộc đời này nó là cái gì đó nó huyền ảo rồi, chúng ta phải đến một cái cảnh giới thiền định để chúng ta thấy được như thật cái cuộc đời này nó là huyền ảo. Đến một lúc nào đó cái công phu chúng ta tới, tự động chúng ta thấy ra một cái sự thật đó rồi á. Khi mà chúng ta vượt qua khỏi được cái sự thật của vạn pháp rồi á, chúng ta không còn thấy nó là thật, không còn thấy thân này là thật, không thấy còn tâm này là thật, không thấy ngoại cảnh này là thật nữa rồi á. Và chúng tâm chúng ta hoàn toàn không còn chỗ để nương rá, để chúng ta hoàn toàn không còn chướng ngại trên mọi lĩnh vực của cuộc sống này. Thì lúc đó chúng ta sẽ hay ra được một cái sự thật là gì? Là pháp tánh trùm khắp của mình. Và khi một người mà hay ra được pháp tánh trùm khắp của mình rồi á, thì không phải là chúng ta đoạn cái này, không phải là chúng ta dứt trừ cái kia nữa, lúc này hết công phu rồi. Người nào mà có một phen bước ra ngoài công phu để thấy rằng mình không cần phải lấy, không cần phải bỏ một lần nơi tự tâm của mình nữa, thì biết rằng người đó là cái người đã nếm mùi được, nếm được cái hương vị của tự tánh. Cái còn nếu không, chúng ta dứt phát là phải thấy bên này, phải thấy bên kia hả? Chúng ta không cách nào ra được, tại vì mình luôn ở bên này để thấy bên kia. Mình đâu có bước ra khỏi hai bên được đâu. Nếu mà một ngày nào chúng ta chưa có một lần tiếp nhận được tự tánh, chưa có nhận hòa nhập vào trong tự tánh của mình, thì cái thấy chúng ta không có thấy theo cái hiểu này thì chúng ta cũng phải theo cái hiểu kia. Và như vậy thì muôn đời chúng ta không thể ra được. Cho nên là đòi hỏi cái thấy biết của một cái hành giả là chúng ta phải có một cái thấy vượt thoát, bằng cách là chúng ta phải thấy được tất cả những cuộc đời này nó chỉ là giả danh, nó là huyễn ảo thôi. Để đời sống chúng ta hoàn toàn không còn chướng ngại với bất kỳ một điều gì đến với thân tâm mình nữa. Và cái sự thật này xảy ra sao? Trong lúc ví dụ như giờ chúng ta bệnh, bệnh là cái mà dễ để cho chúng ta bị cuồng tâm loạn trí nhất. Chúng ta nhớ là hồi xưa chúng ta bệnh lần một vài lần ở trong tu viện, ở trong thiền viện đó. Những cái lúc mà mình đau á ha, hồi đó là còn nhỏ mà mình nương cha nương mẹ, rồi bắt đầu mình vô chùa cái mình nương thầy tổ. Mình nghĩ ở trong chùa này là cái gì cũng có thể chia sẻ với mình được hết, ra rất là yên tâm tu hành. Bữa đó bị đau, trời ơi, nó đau mà cả ngày lẫn đêm không có một phút nào mình để tay, nhúc nhích cái tay không được, đưa lên đưa xuống không được, mà nó nhức, nó đau giống như là bị sai, bị nghiền từng xớ thịt mà không có cái phút giây nào nó ngừng cái việc sai nghiền đó hết á. Thế mình nằm một hồi, mình ráng mình tỉnh trở lại, mình hay ra được, ủa mình đau đâu, ai đau thế mình đâu ta. Tại đó mới tỉnh đó nha, bị một cái cơn đầu đời khoảng hơn 20 tuổi rồi mới tỉnh cái chuyện đó ra. Chứ mình cũng muốn dương nương người này, muốn dựa người kia, kỳ lạ. Nhỏ mà đâu có biết cái gì ngoài cái chuyện nương ghé, bỏ cho mẹ thì kiếm thầy tổ để mình nương. Mình nghĩ lúc mình đau chắc ông thầy đau thế mình miếng ha, Phật đỡ mình hay gì đó. Nhưng mà sự thật ra là không có, Phật không có cản nổi cái cơn đau mình đâu. Trừ trường hợp là mình không đau thôi. Vì vậy là sau mỗi lần mình giật mình mà thức tỉnh là nếu như nghiệp nó tới với mình đâu ai san sẻ đâu à. Không có một người thứ hai có thể san sẻ, dù người ta là tri kỷ, tri âm, người ta nói là người ta thương mình, người ta nói người ta chết thế mình là nói dốc. Không ai có thể chết thế ai,
Không ai có thể đau giùm ai khi cơn nhức răng xảy ra, khi cơn nhức đầu xảy ra, khi cơn đau bụng xảy ra. Tất cả mọi cái đó là mình tự gánh vác. Và từ đó mình có cái thức tỉnh. Mà mình phải nên thức tỉnh như vậy chứ đừng bao giờ ỷ lại bất kỳ một điều gì trong cái đời sống này nữa. Tất cả những người tu nên có một cái ý thức này. Không phải người tu mà tất cả mọi người nên cái ý thức này. Trách nhiệm là chính mình. Ý thức một cách rất sâu sắc về mọi việc, mọi phương diện. Và lúc đó mình sẽ có một cái sức sống khác, có một cái cuộc đời, có một cái thế nhìn, có một cái sự hoạt động, có một định hướng khác cho cái việc tu tập và đời sống mình liền. Chứ mình đừng có ỷ chùa này linh lắm, có gì hộ pháp đỡ mình, không có đâu. Ông Phật này linh lắm, có gì ông Phật cũng cứu mình, không có. Đừng bao giờ có những cái suy nghĩ đó. Đau cho tới mức độ tận cùng đi rồi mình mới ngắm ra cái chuyện này. Chứ không thôi, trời ơi, nhiều người nó ngọt lắm nha, nói mình có thể là chết thế mình được rồi, nữa nghe mình tin, nó bán mạng luôn. Nhưng mà cuối cùng tới hồi mình đau, có ai đau được đâu. Ai đau giùm mình miếng được không? Có, đừng bao giờ hy vọng cái điều đó. Thành ra nghiệp riêng, nhân quả của mình là chính mình phải chịu. Mình phải ý thức rất là sâu sắc về chuyện này để mình có một đời sống thật sự đúng đắn cho chính mình. Đương nhiên là mình nương thầy, nương tổ để làm cái gì? Để chúng ta được cái lực trợ giúp của thầy mà mình tiến hóa công phu để mình tự làm cho mình thoát ra. Những cái sự chỉ dạy, những cái sự nâng đỡ của vị thầy để khai mở tâm trí của mình, phải tháo gỡ những cái lầm mê của mình để mình hay ra được sự thật, để mình có đời sống bình yên. Còn những cái nghiệp quả của mình tới là nó phải tới. Đừng có ai nói rằng tôi tu, tôi trốn được nghiệp, không có. Và cũng đừng ai nói rằng được ai đó, được ông Phật nào nó linh, thiệt là linh, tôi niệm cái danh hiệu ổng, ổng xách tôi về cõi ổng để tôi thoát khỏi nghiệp. Đó là một ảo tưởng. Chữ thật nghiệp là không có thể thoát được, ngoài cái việc mà chúng ta phải đối đầu để hóa giải. Chúng ta phải đối diện, chúng ta phải tiếp chìa xúc với nó một cách trực tiếp thì mới hóa giải được nghiệp tập đó. Chạy trốn được đâu. Và đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ trốn bằng một hình thức nào đó. Nghiệp chúng ta có thể chuyển. Ví dụ như khi cái nhân quả xấu tới với mình, đáng lý là mình sẽ mất mạng, nhưng mà mình không mất mạng, mình có thể mất thanh danh, mình có thể bệnh tật, mình sẽ có thể bị cái gì đó. Để mình có thể giải quyết được một cái nghiệp đó, thì bằng công phu tu hành của mình, bằng phước báo, bằng cái sự tu tập của mình cả một cái đời này và gom các đời khác, cũng may là lúc này là mình đủ cái phước báo, lúc này mình đủ cái trí tuệ, lúc này mình đủ cái đạo lực để có thể đối diện được với một nghiệp tập đang xảy ra với chính mình. Thì đó là cái điều mà mình mừng. Chứ còn đừng có kêu cứu. Có những người bị chuyện này chuyện kia, thật sự thì mình cũng thấy là họ bất an cùng cực. Họ đã đuối rồi, họ cần cái gì đó. Nhưng mà nếu mà mình nhìn thấy cái người này đang giai đoạn phải đối diện với nghiệp tập để trả một phần nào đó, để đánh sâu vô tâm thức của họ, họ phải ý thức cái việc khổ đau do nghiệp xấu xảy ra, là mình cũng phải để cho họ đoạn đó chứ không có được nhúng tay. Thành ra có những cái á, ví dụ đây là cái kinh nghiệm trị bệnh này. Có những người tôi thấy họ bệnh nặng mà tôi không nói, mặc dù họ là cái người mà ở trong chúng của mình, tôi không nói tới câu nào á. Và bản thân họ cũng bị một cái chuyện tức cười đó nha. Tức là họ chấp nhận để họ xảy ra bệnh. Họ chấp nhận cái đoạn đó là sao? Đó là nghiệp nó khiến cho họ, họ không muốn họ trị bệnh. Họ không để vậy đó, để bệnh càng lúc càng nặng, càng lúc càng nặng. Đến cái giai đoạn cuối rồi, mình thấy là trả khúc đủ rồi, mình bắt đầu mình ra tay thì họ thấy rồi họ cần trị bệnh. À, bản thân cái người đó cần thoát ra khỏi cái bệnh đó. Và lúc đó mình cũng nhìn ngắm, mình thấy họ trả nhiều đó cũng đủ rồi. Sâu trong tâm thức họ đã ý thức được cái chuyện mà khổ đau về bệnh tật là do nhân quả xấu của họ rồi, họ phải thức tỉnh cái đó cái đã. Khi nào họ thức tỉnh được thì mình có thể khiều họ ra khỏi được. Còn bây giờ họ chưa thấy, họ chưa thấy rằng nghĩa là cái bệnh này là do nhân quả xấu nhiều đời nhiều kiếp của mình thiếu tu, mình đã tạo những cái gì đó cho nên bây giờ mình đang như thế này. Họ không thấy đó là mình có kéo họ, họ không đâu chịu ra đâu. Thật ra có những cái bệnh đó, ví dụ như mình tiếp xúc mình thấy là cái người này trong giai đoạn này cần phải giúp nè, để cho họ giảm đau liền. Sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm họ đau đớn, họ lăn lộn, họ chịu không nổi thì mình đụng vô nó có thể quá tán được. Nhưng mà có những cái mình thấy họ mới khởi đầu và chính bản thân người này chưa ý thức sâu điều này. Vì vậy là nếu mà giúp cho họ mà hết đau liền tại chỗ thì họ không có,
họ vẫn còn sâu ở nơi họ, nó chưa có trả một phần nào cái nhân quả mà họ đã gây. Và họ mới trả được nhân quả đó thì mình không có nâng cái phước báo họ lên được. Thật ra cái việc trị bệnh không phải là nhắm thẳng tới chuyện trị đó nữa, mà mình phải nhìn sâu trong nghiệp tập người ta, mình nhìn sâu trong nhân quả người ta, rồi người này cần phải nâng phước họ lên tới cái tầm nào để họ có thể vượt qua cái này, thì buộc họ phải sử dụng một cái loại ăn uống, sử dụng một loại công phu nào đó. Và cả những cái đó nó bắt đầu nó tạo thành một cái nhân quả mới, tạo thành một cái loại phước báo mới, và họ nhờ cái phước đó mà họ vượt qua cái chướng nghiệp. Chứ còn nếu trị bệnh mà cái vị thầy thuốc hay nhúng tay vô nghiệp tập người ta thì dễ xảy ra chuyện lắm, mà thường các thầy thuốc hay bị nhúng tay kiểu này. Rồi có những người mà rất là đau nhức, đau đớn đến mức độ mà mình thấy là đau mà đau chết liền tại chỗ, nhưng mà mình không có mạnh tay đụng vào, không dám mạnh tay đụng vào. Họ cũng phải, mình phải nhìn cho họ đau để họ rời khỏi cái phòng khám thôi, chứ có những cái bệnh như vậy. Có những cái nghiệp mà mình phải khéo léo mà thấy cho ra là nên phải đụng cái kiểu nào và đụng chừng bao nhiêu. Chứ không phải là do khám bệnh, bệnh nào mình cũng thò tay. Có những cái bệnh mà mình phải trị bằng năng lực của chính mình để có thể hóa giải được cơn đau của họ. Ở đây không phải là cái chuyện cầu toàn, nhưng mà đây là một cái sự thật về nghiệp tập và nhân quả. Và chỉ có những người ở trong cái chuyên môn đó họ mới có thể thấy được điều này thôi. Có những bệnh mình đụng cái hết liền thì nó cũng có hai cái. Một phần là cái phước họ cũng đã có để họ hưởng được cái sự bình yên rồi, và một phần là họ cũng đã trả được khúc rồi. Và sâu trong lòng họ ý thức rõ ràng là họ thấy là chính cái nghiệp xấu ác của mình nó tạo thành cái chướng nghiệp, tạo thành sự đau đớn này, họ cần phải thoát ra. Họ quyết tâm thoát ra thì vậy là mình gợi ý để họ thoát, mình chỉ cách để họ thoát, và kèm theo cái lực của mình thì họ ra khỏi cái cơn đau đó. Chứ không phải bệnh nào cũng trị được. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Có những người chúng ta thấy tới phút 99 họ có thể chết, và ai cũng có thể nói họ chết, nhưng mình biết họ trả tới đó đủ, họ có thể kéo dài được 5-10 năm được, thì mình ra tay là người đó sẽ sống được 5-3 năm. Thì vậy là đòi hỏi mình phải có một cái gì nhìn sâu hơn, chứ không phải nhìn cái con bệnh, và cũng không phải là trị bệnh, mà phải đụng tới nghiệp và nhân quả của họ mỗi khi mình gặp một bệnh nhân. Thì đây là một cái lối mà phải nói là nó mang một cái gì nữa của tâm linh, chứ không phải là y khoa nữa. Nó không còn nằm cái lĩnh vực của y khoa, không còn nằm lĩnh vực của vật lý nữa. Mà cái này nó mới cộng đủ thứ về tâm lý, về gì, về thần linh, rồi tâm linh, rồi nhân quả, rồi nghiệp báo tùm lum ở trong đó đó. Có những bệnh gặp mình chỉ nói mấy câu thôi giờ hết rồi, mà trị hết thầy hết thuốc, không hết. Thật ra có những cái mà chúng ta nói đối với cái nhân quả nghiệp báo của chính mình á, và khi sự nhân quả nghiệp báo với cái người đối diện á, là chúng ta phải cân nhắc gần như mọi phương hướng của họ. Vì một người đó mà muốn kéo dài mạng sống của họ thì họ phải có một chút phước. Thì vậy là muốn cho người này có phước thì họ phải làm cái gì đó để họ có thể sống thêm 7 ngày, sống thêm 7 tháng, hoặc là sống thêm 7 năm. Ví dụ vậy, thì mình sẽ gài bằng cái cách nào đó, cái kiểu của mình thôi. Tại mỗi người nó có một kiểu, người này thì có thể khuyên họ làm chuyện này, nhưng mà người kia thì mình gài họ làm chuyện đó, họ làm trong bất ngờ đó, họ giật mình ra là họ đã làm phước lâu rồi. Và chính những cái mà họ đã làm một cách vô tình, vô tư vậy mà họ kéo dài được tuổi thọ. Có những người đó là mình thấy rõ ràng là họ chết, nhưng mà họ làm được cái chuyện đó, họ có thể kéo dài 5 năm, 10 năm. Chuyện rất là lạ mà họ kéo dài được, vì họ đã quyết tâm làm cái chuyện mà mình thấy rõ ràng có phước. Không biết là sâu trong lòng họ, họ hiểu nổi cái tâm trạng của mình gợi ý, hoặc là mình gài để họ làm chuyện đó hay không thì mình không biết. Nhưng mà họ làm một cách rất là chính xác. Và nếu mà họ làm chính xác như vậy là chắc chắn nhân quả sẽ chuyển đổi, và họ vượt qua, họ sống vài năm. Có những người làm không có được. Thành ra cái việc mà tức cười lắm, cái việc mà phải gọi là đối diện với nhân quả nghiệp báo của mọi người ấy. Mỗi người có một cách xử. Ngay cả những người xuất gia ở trong chùa cũng vậy. Tức là khi mà mình đối diện với một người đó, khi có người đó mình không bao giờ có thể nói một cái lời nào nặng với họ được. Cho những là người ha, gặp là mình phải thể hiện cái mặt ngầu lên để nói. Nói chuyện không có một chút tình cảm nữa hết đó.
Nói chuyện thấy ghét liền, ai nghe nghe khó chịu lắm. Nhưng mà người này mà không làm như vậy là họ sẽ không tỉnh. Lúc đó phải cư xử với họ cái kiểu đó, và chính cái đó đánh thức, đánh động họ được. Còn nếu không khó lắm. Thật ra là đối với Đức Phật nó là có những con ngựa mà phải thấy bóng gôi là chạy, có ngựa phải quất cho đau nó mới chạy, có ngựa phải châm một cái kim vô cho rướm máu thì nó mới nhúc nhích. Thì vậy là phải tùy theo cái căn cơ nghiệp tập của từng người. Ví dụ như muốn thoát họ, muốn cho họ thoát ra cái cõi cao, ví dụ như bây giờ tâm tư họ đang ích kỷ hoặc tâm họ đang tham dục, đó là những cái cõi xấu rồi. Mà chính bản thân họ, họ ở trong đó họ ra không có được. Nhưng mà một ngày nào đó bản thân người đó ý thức họ muốn ra khỏi cái dục của mình, nó làm mình bất an, làm mình mất ăn, mất ngủ tùm lum hết rồi. Nhưng mà mình nhìn sâu trong họ, mình thấy họ ra chưa được. Không phải là mình không muốn giúp, thì mình chỉ gợi ý cho họ bước bước nhẹ, hai bước nhẹ vậy thôi à. Để từ từ, năm này có khi, năm này qua năm kia, vị thầy phải chờ đợi đệ tử của mình nó sẽ bước được một bước như ý muốn của mình, lúc đó mình trợ lực. Còn nếu không thì cũng cả đời ngồi đó. Có khi một đời ở trong cái chùa, ông thầy nói được có một câu cho mình nghe, học như vậy là quá nhiều, quá may mắn. Chứ nếu mà thực sự có những người thầy giỏi, họ cũng không lên tòa thuyết pháp mà luôn. Có những quý vị rất là siêu sức nhưng mà không thèm thuyết pháp, mà họ chỉ tiếp xúc những cái người đệ tử thân cận với mình, tiếp xúc riêng một câu, vài câu, một cái sự gợi ý, một sự đánh thức nào đó có thể cứu thoát được cuộc đời của người đó bằng tất cả những năng lực công phu. Thật ra có những cái vị thầy không có cần đệ tử đông, và cũng không cần thuyết pháp, giảng kinh để cho nhiều người biết tới mình để làm cái gì. Cái việc chính là để cứu thoát những người có duyên. Cho nên là cũng âm thầm sống trong chùa, người nào có duyên lại thì được khai thị, được khai mở, được cứu thoát. Thì cũng có nhiều vị ẩn tu cái kiểu này. Nhưng mà những người đó là những người nội lực khủng khiếp, không cần tất cả mọi cái, họ chỉ cần cứu người có duyên thôi. Thật ra họ không thuyết pháp. Cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng là nói đối với cái nghiệp tập là nó là một cái gọi là cái gì? Cái bài thuyết pháp muôn thuở, nói hoài không bao giờ nói hết được về nghiệp và nhân quả cái chúng sanh hết. Cả đời cứ bữa nay nói về nhân quả, ngày mai nói nhân quả sẽ nói hoài. Mà mỗi một cái lần đó, chúng ta sẽ nhìn ra được một cái góc cạnh của nhân quả khi giao tiếp. Nó hay lắm nha. Ví dụ như ngày hôm qua mình tiếp vị đó, thì khi mà mình về á, cái lúc mình giao tiếp mình cảm giác khó chịu lắm. Cách cư xử, cách nói chuyện của mình nghe nó có một cái gì đó, nó nghe không vô. Thực sự nghe không vô. Vậy đó mà qua một cái đêm mình tự động mình bị ngấm với những cái chuyện đó. Sáng hôm sau giật mình thức dậy mình thấy mình cảm ơn người đó quá trời. Nhưng mà bản thân người đó không biết cái gì xảy ra hết đó. Nhưng mà cái cách đó nó chuyển được người này qua một cái tầng mới của tâm thức. Ít có người biết chuyện này lắm. Thật ra khi mà ở trong một cái tình trạng của một cái vị mà có trách nhiệm á, họ không có đơn thuần là họ nhìn người đệ tử này tốt, nhìn người đệ tử kia xấu, rồi họ thương nhiều, thương ít, không có. Nếu vị thầy mà có cái đó không phải là ông thầy rồi. Họ nhìn sâu trong nghiệp của từng người, lạ lắm. Có khi hả, có những người hả, trước công chúng họ làm với họ gần như là họ không có còn đường để họ không đào đất, họ chung xuống dưới liền tại chỗ luôn vậy đó. Có khi phải xử sự cái kiểu đó. Họ mới về, họ mới giận lên, rồi mới sân, họ tức lên, họ nằm nghiệm tới nghiệm lui, họ mới thấy ra, à do mình như vậy ông thầy mới làm kiểu đó. Ít có người nào mà nằm suy nghĩ nổi chuyện này lắm. Chứ nếu mà họ suy nghĩ là mình như vậy cho nên mình phải được cư xử như vậy là tại vì mình cái gì đó và nhờ như vậy mà mình mới tỉnh ra, thì người này là hiếm rồi. Người hiếm rồi, bị một cái đòn rất là đau mà phải tỉnh. Còn đa phần là đoàn đau, cái nó đau sâu vô trong thức, cái bỏ chạy mất tiêu luôn. Không có gặp thầy này nữa. Tới tôi đương ổng đi nhờ tu tập, tôi nghĩ ổng là đạo hạnh, đạo đức, rồi đủ thứ chuyện này hay ra. Rồi ổng sân, ổng la tôi quá trời trước công chúng, quê quá, bỏ về quê tu luôn. Và trường hợp đó cũng có, có rất là nhiều chứ không ít. Thật ra cái chuyện mà đối diện với nghiệp tập á, đầu tiên mình phải có một cách rất là khéo để có thể quá tán được nghiệp riêng của chính mình trước đó. Đây là cái chuyện của mình. Mình phải đủ tất cả những kinh nghiệm để quá tán cái nghiệp riêng của mình nha. Thì mình mới thấy nổi nghiệp người ta chứ thôi mình không thấy. Không phải thần thông phép màu gì để thấy nghiệp đâu, không cần cái chuyện đó đâu. Mình đối diện với cái tham tâm của mình,
mình quá tán kiểu nào, cái sân tâm của mình quá tán kiểu nào, những cái tham dục xảy ra nơi mình sẽ đối diện như thế nào, mình đối diện trực tiếp hay mình tránh né. Nó lạ lắm, nó có những cái dục vọng mà chúng ta tránh né thì chúng ta lại bị sâu hơn, có những cái chúng ta trực tiếp đối diện nó thì nó lại được quá tán. Có những cái chúng ta đối diện thì nó bị nhiễm, mà tránh né thì nó không có nhiễm. Kỳ vậy đó. Do đó mà chúng ta phải đủ những cái kinh nghiệm này để giải quyết cái dục lòng của mình. Thì khi mà người ta bị trong cái trường hợp nào, mình nhìn thấy mình sẽ biết, và mình sẽ có cách để giúp người ta. Cho nên mỗi điều phải trải qua bằng công phu tu tập thực sự, chứ không có nói trên lý thuyết. Nói lý thuyết nó chỉ là lý thuyết, và cái gì đó nó phân phớt ở bên ngoài, nó nói chuyện uống trà nó dốc thì được, nhưng mà giúp người thì không cách nào. Đòi hỏi tất cả những cái người mà đi vào chuyên môn phải thực thụ, gặp những cái hành giả chuyên môn mới có thể quá tán được nghiệp tập. Và những hành giả nó cũng đã từng quá tán nghiệp tập mình rồi, với một cái kinh nghiệm quá tán đó, họ có một cái đời sống tâm linh thật là vững chãi, không còn bất kỳ một cái kiểu nào có thể làm bấn loạn tâm thức người đó được nữa. Dù là chết ngay tại chỗ nhưng mà họ vẫn bình yên. Chúng ta gặp được một vị thầy như vậy rồi thì hy vọng là sẽ giúp được mình nhiều chuyện. Còn nếu không là khó lắm. Họ sẽ đối diện tất cả mọi cái, họ đi vào tất cả những lĩnh vực mà thế gian được gọi là nhiễm, nhưng mà họ không bao giờ có cái chuyện đó. Mà chúng ta phải ngẫm đủ cái trí tuệ để chúng ta ngắm ra được là có người nhúng tay vô bùn mà không thấy dơ. Nhưng mà người này khi mà mình nhúng mình bị dơ, hàng ngàn người nhúng bị dơ, cả thế gian này nhúng vô bị dơ, thì mình tin số đông hơn là tin cái vị này. Là chắc chắn là chúng ta sẽ không nhìn thấy cái tuyệt chiêu gì đó khi họ nhúng tay vô bùn không dơ. Và nếu mà còn bị dơ nhiễm thì chắc chắn là không phải là một cái, không phải tư cách của một vị thầy. Vị thầy nào mà còn nhiễm là không phải tư cách, không có đủ tư cách để có thể cứu thoát, không có đủ trí tuệ, không có đủ cái năng lực thiền định để cứu thoát cái trần gian này. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên khi mà đối với nghiệp tập, nó rất là phức tạp, rất là phức tạp. Mỗi một người thôi nha, một người thôi mà họ đối diện với cái nghiệp mình, họ còn chưa có đủ cái trí tuệ để thấy mình cỡ nào nữa. Có những người tu cả một đời họ thấy được mình đang bị nặng cái nghiệp gì nó mới là lạ. Cái những cái phát khởi của mình, những cái đòi hỏi, những cái ham muốn, những cái làm cho mình bất an, mình không biết. Mình không biết đó là mình đang bị cái đó nó nặng nề, đang bị cái đó nó che chướng công phu tu tập, đang bị xáo trộn, đang bị trầm luân. Và những cái nhân đó nó sẽ dẫn mình đi con đường xấu, gần như là không mấy người ý thức được. Và không ý thức sâu những cái điều này rất là kẹt cho cái cuộc đời tu của mình. Bây giờ chúng ta qua bài thứ 11. Nếu làm được như thế mới thật không uổng mặc áo pháp, cũng là đền đáp bốn ân cứu giúp ba cõi. Đời đời nếu không thối chuyển thì quả Phật quyết chắc được nên. Làm người khách qua lại trong ba cõi, ra vào làm phép tắc cho đời. Môn thiền này rất là diệu, rất là huyền, chỉ cần có đủ quyết tâm mới biết Phật Tổ không dối mình. Nếu có kẻ bậc trung chưa thể vượt qua được thì phải đối với giáo pháp lưu tâm ôn tầm kinh luận, tinh thông nghĩa lý truyền bá mở mang tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Thời giờ chớ nên luống bỏ, phải dùng giáo pháp để phò trì, đi đứng oai nghi mới là pháp khí của tăng bảo. Há chẳng thấy dây sắn nương cây tùng mà vươn cao lên ngàn trượng, nương gá nhân lành thù thắng thì mới được lợi ích rộng nhiều. Phải nên thiết tha tu hành trai giới cho thanh tịnh, chớ nên khinh dối bỏ qua, đời đời kiếp kiếp sẽ được nhân quả tốt đẹp. Cái bài này tiếp nối bài trước, tức là khi mà mọi người đã nhận được tự tánh trùm khắp của mình rồi thì không có cần phải đoạn, không cần phải dứt, không cần phải tiếp nối gì. Cái chuyện mà thấy nghe hay viết nó là cái việc đương nhiên, bên này bên kia ứng dụng nó không có còn ứ trệ nữa. Tức là người đã nhập trong tự tánh rồi, đã sống trong tự tánh rồi, đã có một cái đời sống được tự do tự tại rồi. Ở đây Ngài mới tiếp là nếu được như thế mới thật không uổng mặc áo pháp, cũng là đền đáp bốn ơn cứu giúp ba cõi. Chúng ta không có nhận được tự tánh thì chúng ta không có nói được những cái câu này. Khi mà mọi người mà nhận được cái tự tánh chân thật của mình rồi á, họ có một cái đời sống gần như là vượt thoát khỏi cái trần thế này rồi,
thì họ mới hy vọng người đó mới được gọi là cứu giúp muôn loài. Chứ còn bây giờ chỉ là cái sự tưởng tượng. Có những người tu mà chưa có xong cái việc của mình mà vội vã đi làm cái việc gọi là Phật sự cứu giúp chúng sanh, đi quá độ chúng sanh đủ thứ hết. Có những người chúng tôi thấy rất là cực khổ để có thể đi giúp một người. Đó là cái hạnh Bồ Tát của họ, mình không nói. Nhưng nếu mà chưa có thông cái này mà đi giúp người thì không có thành cái này thì sẽ thành cái kia trong tâm của mình đó. Trừ trường hợp là mình hết cái vướng mắc, không còn cái chỗ để vướng mắc thì mình làm ít nhưng mà có lợi lạc cho người ta nhiều. Từ cái nhân tố giác ngộ của mình, từ cái nhân tố không vướng mắc của mình mà mình có thể ra tay giúp người, chính cái đó nó mới có thể là cái sự cứu thoát được. Còn nếu mà bây giờ mình đụng đâu mình cũng mắc đó, mình nói mình giúp người này, mình giúp người kia, nó chỉ là một cái gì đó, chứ thực sự nó không phải là cái công tác Phật sự chính nghĩa của Đạo Phật. Đây là điều mà người tu chúng ta phải biết. Cho nên nếu như không có một cái lần ngộ tánh để có một cái đời sống hoàn toàn thanh tịnh, không có đời sống hoàn toàn phúc lạc, không có đời sống hoàn toàn yên tĩnh, và không có trí tuệ để vượt thoát tam giới này mà nói để cứu độ chúng sanh là không nói thật. Nói nhẹ nhàng là người đó nói không thật. Cho nên nếu mà ở đây người Vị Sơn nói là nếu được như thế, tức là phải được một phen hòa nhập vào tự tánh của mình để có một đời sống tự tại tự do. Và chúng ta không phải là một đời đâu, mà Ngài nói là đời đời kiếp kiếp không thối chuyển thì quả Phật quyết chắc sẽ được. Đó, khi mà nhận được tự tánh rồi, khi mà chúng ta học bản kinh Lăng Nghiêm, chúng ta thấy là từ cái thập tính, tức là nhận được cái tự tánh chân thật rồi, bắt đầu đi làm, đi sâu vào cái hạnh của Bồ Tát để độ sanh. Và như vậy mới có thể chứng được Phật quả. Còn không là chúng ta không có con đường khác để chúng ta đi. Và đối với gì? Đối với cái ba cõi này, mình là cái người khách qua lại dạo chơi mà thôi. Nếu chúng ta thấy rằng chúng ta đi trong ba cõi này khó khăn, biết rằng mình không phải là người sáng mắt, hãy nói một câu mạnh mẽ như vậy. Trong ba cõi này mà có cái cõi nào mà chúng ta tới cảm giác khó, chúng ta đi không được, chúng ta đi không tới, thì biết rằng mình không phải là cái người thực sự là cái người giác ngộ. Kỳ vậy đó. Bây giờ mình nghiệm coi mình có cõi nào chướng mình tới không nổi không? Mà hành hạnh Bồ Tát là biết mình thua. Còn một chỗ nào đó mà mình cảm giác mình chướng nơi tâm á, là mình biết chắc là mình thua. Thua rồi, đừng có đi, ngồi lại tu đi. Thực sự tự do tự tại trong ba cõi này, không có chỗ nào chúng ta tới không được. Không có chỗ nào mà vào ra không tự do. Ngay cả địa ngục xuống dưới cũng phải là gì bị đọa lại. Muốn vô thì vô, muốn ra ra trong cái cõi đó. Muốn tới thì tới, muốn lùi thì lùi một cách tự tại, không có ngăn ngại nữa, thì người này mới xứng đáng là một vị Bồ Tát đi cứu độ chúng sanh. Chứ còn xuống địa ngục không dám xuống, xuống ngạ quỷ không dám xuống, xuống súc sanh không dám xuống. Tôi tu hành, tôi đã chứng quả Bồ Tát rồi, bây giờ tôi ở cõi thanh tịnh với mấy cõi nhớp nhơ tôi không thèm tới. Không phải, đó không phải là Bồ Tát thứ thiệt, không phải là người triệt ngộ đạo lý. Chứ một người triệt ngộ đạo lý là phải tự tại trong tam giới này. Đối với tam giới này mình giống như một vị khách dạo chơi như dạo hoa viên thực sự. Nói là nói cho vô đó khổ không được đâu. Tới kiếp người này nó có những cái đau thì có, nhưng mà khổ là không. Cái đau của cái thân vật chất thì có thể đau do cái điều tiết ăn uống hay là cái gì đó có thể đau thân, nhưng mà nói khổ là dứt khoát không có. Khổ về tâm là không có chuyện đó. Đau thân này có đau mà khổ tâm là không có. Những cái thân này nó sẽ có những cái thịnh suy của nó, rồi nó khỏe, nó già, nó mạnh, nó yếu, nó bệnh, nó cái gì đó, thì cái chuyện xảy ra của thân. Nhưng mà nó có xảy ra đi nữa thì chính bản thân mình phải tự điều tiết được, tức là phải làm chủ. Nếu mà thả cho mày đau thì mày phải đau, mà tao muốn cho mày hết là mày không được quyền cãi. Thì người đó mới là cái người tự tại nơi thân tâm của mình. Còn thân mình đau và mình không biết cách để có thể điều tiết, mình phải nhờ người khác điều tiết giùm mình đó, thì cái chuyện đó là hoàn toàn người đó không có năng lực để tự cứu thoát. Mà đã không có năng lực tự cứu thoát rồi thì không có thể cứu thoát được người khác đâu. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên họ chỉ cần chấn chỉnh lại một chút thì tất cả bệnh tật phải được giải quyết. Và nhất là những người tu sĩ của mình, nói đã là người tu rồi thì phải làm chủ được thân tâm.
không làm chủ được thân tâm trong đời này thì người đó rõ ràng là không có khả năng tự cứu mình. Mà không khả năng tự cứu mình á, thì đừng có nói đi cứu người. Thân mình bệnh mà không biết làm sao, mình hết bệnh là thua rồi. Không có làm cách nào để mình hết bệnh là mình thua rồi. Đã thua bệnh rồi còn nói gì nữa là cứu người khác. Tự cứu không được mà. Phải nhờ bác sĩ mới cứu mình được, phải nhờ cái thầy giỏi mới cứu mình được. Rõ ràng là mình không có tự tại trên thân tâm này, không có làm chủ được nó. Mà cái thân vật chất không làm chủ thì cái tâm làm gì làm chủ, nói thì nói không thật. Sâu trong lòng họ nói không thật. Ít bữa phải đi nhờ bác sĩ này, ít bữa phải đi nhờ bác sĩ kia, ít bữa phải đi nhờ bác sĩ nọ. Thì vậy là mạng mình, cái thân mạng mình phải nhờ người khác trợ giúp. Thì mình đâu có tự tại với chính bản thân mình đâu. Không có tự tại cái thân thì không thể nào đạt được cái gì cao thâm ở trong tâm được đâu. Khi mà mọi người mà đạt đến một cái chiều sâu thực sự của tâm linh rồi thì họ sẽ vượt qua ngoài tất cả những cái vướng mắc của thân tâm. Cái vướng của thân là bệnh thì phải vượt qua. Cái vướng của tâm là chấp trước, là dính nhiễm về tình cảm, về tình ái, về danh lợi, về cái gì đó. Mà mình không có vượt qua được hai cái này rồi mình nói mình làm thầy người ta là nói không thật. Nên chúng ta phải thấy rõ điều này. Thật ra cái hồi mà nói chuyện về dưỡng sinh, chúng tôi nói một cái câu mít lòng mà cũng nhiều người rầy tôi cái câu này lắm. Tôi nói nếu mà vị nào giảng hay mà chúng ta theo dõi vị đó không có uống thuốc thì tôi có thể nghe. Còn mà nói hay mà hết bữa thì khám bác sĩ uống thuốc hoài, với thuốc hoài thì vị đó giảng cho đệ tử vị đó nghe chứ mình không có nghe được. Tại vì rõ ràng là thân còn bệnh thì nó còn một cái gì đó bích lấp, mình không có làm thông, mình không có làm thông cái tâm này thì thân sẽ bị bế tắc. Một cái từ rất đơn giản y học, thông thì bất thống, thống thì bất thông. Cái thông đó không phải là thông của khí huyết nữa mà thông luôn cả cái tâm thức. Mà thông luôn cả tâm thức thì không bị bất kỳ một cái sự bế tắc nào của thân. Còn tâm thức không thông thì thân sẽ bị bế tắc. Đó là điều rất rõ ràng về thân tâm. Thật ra khi mà nhìn một cái người mà có bệnh là mình sẽ nhìn sâu trong tâm họ lý do gì họ bệnh đó. Mình phải thấy ra. Ví dụ như họ bị bú là do tâm họ bị cái gì, họ bị sạn là do tâm họ bị cái gì, họ bị đau cái gì là nơi tâm họ sẽ có một cái gì tương ưng để nó kết, nó nội kết để nó thành khối, thành sạn, để nó thành khối, thành bú, để nó thành một cái bệnh gì đó là tâm của họ vẫn còn có một cái chưa thông. Họ còn bị bế tắc ở một phương diện nào đó cho nên cái chỗ đó nó bị đau. Là điều đó mình phải thấy ra. Cho nên cái câu thông thì bất thống, thống thì bất thông của y học, nhưng mà nó nói tới một cái chiều sâu của tâm linh, không có ý nghĩa là khí huyết nó lưu thông thì người đó không có bị đau nhất. Đó là cái chuyện thường. Nhưng mà nhìn sâu về cái chuyện tâm linh nữa thì tâm thông thì thân không bao giờ còn bệnh tật. Còn tâm không thông thì đủ bệnh đủ thứ. Trái gió trở trời bất quá nó đau đau, nó ê ê nhất nhất thì mình điều chỉnh cái là xong chuyện. Tức là phải có khả năng điều chỉnh này, điều tiết mình. Chứ còn nếu không có là cũng rất là kẹt. Thật ra khi mà tâm người nó đã thông rồi thì đối với ba cõi này chúng ta dạo chơi như dạo hoa viên vậy. Và chúng ta ra vào để làm gì? Làm phép tắc cho người. Tới lui với cõi này để làm gì đó lợi ích người ta, chứ không phải là vì nghiệp để trở lại đây nữa. Phải nói một câu thẳng thừng là không phải đi trong tam giới này vì nghiệp. Nếu vì nghiệp thì không đủ tư cách để có thể làm thầy người ta. Vì một cái gì mà mình bị cuốn đi, vì một cái gì mà mình mất tự chủ, vì một cái gì mà mình bị lôi kéo, người đó không đủ tư cách. Cả cái tam giới này muốn đi cõi nào đi một cách tự tại, đi theo cái nguyện của mình, đi theo cái ý muốn, đi theo cái tác ý của mình. Tất cả mọi việc đều làm chủ để đi tới. Chứ không phải vì cái hoàn cảnh đó bị lôi cuốn mình vào, không phải như vậy. Đó, thì vậy là mới thực thụ là người sáng mắt. Sáng mắt thì tự chọn con đường đi. Mà chưa sáng mắt thì người ta dẫn mình đi. Đó là sự thật. Muôn thuở, điều này chúng ta phải thấy. Môn thiền này rất là diệu, rất là quyền. Chỉ cần có đủ quyết tâm mới biết Phật Tổ không có dối mình. Các vị thiền sư hay nói là nhất là ngày Long Tế. Thế là tôi dạy để các vị đừng có bị Phật Tổ lừa. Phật Tổ có lừa mình không? Đây là cái điều mà chư Tổ hay sử dụng. Nhưng mà với một người tu thiền thật sâu rồi á,
chúng ta thấu hiểu được thiền tông rồi thì chúng ta mới thấy rằng á, là đúng là thiền là một cái gì đó nó hết sức là huyền diệu để có thể cứu thoát người một cách rất là nhanh chóng. Nếu chúng ta đi đúng con đường, chúng ta được bậc minh sư hướng dẫn đúng đường rồi thì nó sẽ đốt hàng ngàn cái đoạn đường đời của chúng ta về sau. Chúng ta sẽ mất một năm, hai năm hoặc thậm chí là một hai ngàn kiếp của mình, nhưng mà gặp một bậc minh sư đúng đắn, họ có năng lực và họ đủ cái kinh nghiệm để có thể cứu thoát, thì họ có thể đốt hết những cái đoạn mà lang thang của mình một vài ngàn kiếp sắp tới nữa, nếu chúng ta đủ duyên để chúng ta gặp. Thật ra khi mà chúng ta đủ cái quyết tâm để chúng ta phá vỡ sinh tử ngay trong đời này thì chúng ta mới thấy rõ ràng là lời Phật, lời Tổ, tất cả những cái lời nói đó đều là thật. Còn bây giờ Đức Phật nói là có một cái cảnh giới gọi là vô ngã. Mình tu cả đời mà nếu bản ngã mình còn nguyên, ông Phật nói dốc, tôi đâu có tin, tại vì tôi tu quá trời luôn mà bản ngã tôi vẫn còn. Phật nói vô ngã là cái gì? Không, các chư tổ nói tất cả những cái này là không, tôi dòm sờ sờ trước mắt, tôi lấy tay tôi đụng được, sao nó thành không, mấy ông gạt tôi không à. Làm sao mình tới được cái cảnh giới mà toàn tam giới nó là không, thì lúc đó mình mới gật đầu mình thấy rõ ràng là với cái trí tuệ của một cái bậc giác ngộ đã nói chuyện này cách đây mấy ngàn năm rồi. Cái chuyện mà thấy vật chất là chân không là Đức Phật và các vị Đại Bồ Tát đã thấy tới đây mấy ngàn năm rồi. Thì bây giờ khoa học mới bắt đầu lần mò nó chứng minh được. Thấy chưa? Cái chuyện hôm trước mình nói với nhau là các nhà khoa học bây giờ họ lấy được cái phân tử của cái viên kim cương, họ đưa vào cái máy gia tốc, thấy nó đi với một vận tốc của 10, lý thừa 10 của vận tốc ánh sáng, thì họ liền kết luận vật chất là chân không. Mới tới mấy ngàn năm sau là cái chuyện này ông Phật nói lâu rồi. Chuyện này các vị giác ngộ họ đã thấy lâu rồi, họ không cần phải chứng minh bằng máy móc như vậy đâu. Nhưng bây giờ nếu mà mình ngồi đây mình còn duyên hợp giả có ha, mình còn vô thường ha, là kể như mình đi sau khoa học, đi sau. Nhưng mà trí tuệ Phật đạo là phải dẫn khởi khoa học đi theo, dẫn khởi tam giới này mò mò theo để hiểu, chứ không phải khoa học. Khoa học là chuyện nhỏ của loài người. Ngay cả những cái vị chư thiên cõi trời, nếu mà chưa đủ cái tầm giác ngộ thực sự thì không thể nào thấy hết được những điều như những cái bậc giác ngộ như chư Phật, chư Đại Bồ Tát thấy. Vì vậy là ngay cả cõi trời vẫn còn tiếp tục đi theo học Phật đạo để vượt thoát trần gian, được thoát tam giới, chứ không phải là cõi người của mình. Cõi người của mình thì còn quá xa rồi đó. Cho nên là chúng ta phải thấy một cách rất rõ ràng là đối với cái đạo lý mà Đức Phật dạy, nó là một cái gì rất là hiện thực. Nhưng mà khi mà mình mở con mắt thật ra, mình mới thấy nổi cái hiện hữu đang hiện tiền. Chứ còn mình còn nhìn với cặp mắt của chúng sanh thì mình thấy mọi việc nó là thật. Thật là không có giả, là nó hiện đó, nó hình tướng đó, nó là cái kiểu cách đó, nó là lời nói, là ngôn ngữ, tất cả mọi cái đều là thật với chính mình. Nhưng mà cái sự thật kia là nó không có tất cả những cái này, mà nó là tất cả những cái này. Khi mà chúng ta nhập vào trong đó, chúng ta thấy có, muốn có thì nó sẽ có đủ hết, không thiếu cái gì. Muốn không có thì cả tam giới này đều là không có, thì đó mới là cái trí tuệ thật. Và tới chừng đó chúng ta mới thấy rõ ràng là Đức Phật chưa hề dối ai. Nói chừng đó bây giờ thì mình không có đủ để chứng minh lời nói của Đức Phật, cho nên chưa có mấy nhà khoa học có thể chấp nhận được đạo Phật, vì họ không đem máy móc họ nói được. Đức Phật nói có cái chuyện hằng hà sa số hành tinh, hằng hà sa số thế giới, khoa học không dễ chứng minh được mấy cái đâu. Cho nên chưa chắc nó tin Đức Phật điều này. Vì có diễn vọng kính, diễn thấy được số hành tinh rồi sao mộc, sao kim, sao quả, rồi cung trăng, chuyện đó quá rồi, quá với cái khả năng của loài người rồi. Nhưng mà khi lên cung trăng nó thấy được cái gì? Thấy được mấy đất đó là cùng. Chứ còn hằng hà sa số chúng sanh sống cõi đó làm sao thấy nổi. Vì cái tâm thức của loài người nó có khả năng là thấp hơn những cái tâm thức của loài chúng sanh đang sống trong cái cung trăng đó. Mà khác tâm thức là không thấy nhau. Ngay cả loài người mình ăn ở đây nè ha, nhưng mà cõi âm đầy ở đây, nãy giờ có ai thấy đâu. Ở đây dám có mấy triệu luôn nữa, có ai thấy đâu. Ngoài chư thiên các cõi tới còn các cái cõi âm, rồi cái cõi ngạ quỷ tùm lum tà la, nó cũng đầy ở đây nè, nó không ai thấy. Thì lên cung trăng lại mình thấy ai rỡn, bằng mắt phàm của mình là chắc chắn không thấy rồi. Móc móc mấy cục đất đem về phân chất chơi cho nó vui, tốn tiền tốn gạo cho anh trển thì chưa biết là được cái gì. Sau đó thì mình chưa biết, nhưng mà biết chắc rằng không có lợi gì về cái chuyện mà tiến hóa của loài người khi lên trên đó, tại vì biết cái gì trên đó. Nhưng mà có rất là nhiều
cái loài chúng sanh trên đó đang sinh sống. Tại cái cõi đó là nó phù hợp với một cái dạng tâm thức đó, thì tâm thức tương đồng mới tới với cảnh giới đó. Chứ tâm thức không tương đồng mới tới đó cũng chẳng hiểu gì. Giống như bây giờ hả, đang ở trong chùa, ví dụ như quý thầy đã từng ở trong chùa đó, từng học kinh, nói mấy chuyện này ra với thầy hiểu liền, với sư cô hiểu liền, mấy Phật tử hiểu liền. Tự nhiên kéo cái thằng cha nhậu sai đâu lê lết vô đây ngồi nói chuyện, từ sáng giờ nghe hiểu một câu tôi chết liền á. Sao hiểu, nó khác tâm thức. Khác tâm thức ngay cả người thôi, nói chuyện nó còn không hiểu nữa, chứ đừng nói lên tới cái một cái hành tinh khác, là một cái loại chúng sanh khác sống rồi sao hiểu được. Cho nên em tuổi của đổ lên trển để nghiên cứu, không biết nghiên cứu cái gì, được cái gì thì mình chưa biết. Nhưng mà trước mắt là thấy rõ ràng là hao tốn. Còn muốn tìm hiểu mà muốn là đem nước, đem cái gì đó để tạo sự sống ở trồng cây đó là chắc chắn không được rồi. Làm chuyện đó chơi cho vui thôi, chứ đem không khí từ dưới này lên đó thở thì được, thở hết không khí thì coi chừng cũng đi. Ngon bỏ cái bình oxy ra rồi còn sống nổi không biết liền à. Tại vì mình là cái người, cái loài, cái cõi của mình là cái cõi vật chất. Thì về cái cõi vật chất nó chỉ hấp thu những cái gì nó thuộc về cái dạng vật chất mà thuộc ngang cái tầng tâm thức của mình tạo ra, chứ nó vượt qua cái tầng tâm thức mình là biết đường đâu mò. Mà cái cõi đó thì học làm sao ra? Trừ trường hợp học Phật. Học Phật thì ra biết cõi đó là ai, và muốn sống cõi đó là phải sử dụng cái gì. Mà chắc chắn là phải bỏ cái thân này rồi thì mới sống cõi đó được. Chứ còn mang thân này mà đòi lên đó sống một thời gian dài là chắc khó lắm. Lúc nào cũng ôm bình oxy để thở hết, chứ làm sao mà buông ra được thì sống. Mà lên đó mà cứ mang thêm bình oxy để miệng thở hoài, vậy sao oxy bao lâu? Thời gian nó cũng cạn kiệt, cũng chết thôi, chứ đừng nói đem thức ăn gì lên mất công lắm. Đó là cái mà để chúng ta phải biết. Đòi mỗi cõi người của chúng ta có nhiều cái tham vọng lắm, muốn chinh phục cái gì đó vũ trụ này, cõi này nội mưa bão mình trận còn không nổi mà đòi chinh phục vũ trụ sao chinh phục. Cái mà đang xảy ra, những cái thiên nhiên, những cái bị động đất ở đây, gió bão ở đây, mình cái khả năng mình cũng cản nổi một cái cơn bão này hết, rồi chinh phục cái vũ trụ để nghiên cứu hành tinh này hành tinh kia, đó là cái chuyện hơi bị vọng tưởng. Nếu có kẻ vật trung chưa thể vượt qua được phương tiện thì phải đối với giáo pháp lưu tâm ôn tầm kinh luận, tinh thông nghĩa lý, truyền bá mở mang, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Cái này ngài khuyến cáo rồi không? Cái này là bậc trung à. Tức là hồi nãy là thượng căn là phải nhập trong tự tánh, rồi phải sống với tự tánh trùm khắp pháp giới, phải đủ phương tiện để độ sanh, để mới có thể cứu thoát ba cõi vân vân. Nhưng bây giờ không có khả năng để ngộ cái điều này. Thì chúng ta phải gán học hiểu. Cái giai đoạn chúng ta chưa có triệt ngộ được thì chúng ta phải là cái người thông hiểu chân lý bằng cái kiến thức. Điều này phải chấp nhận trong giai đoạn mà tìm cầu chân lý thôi. Giai đoạn đó mà chúng ta không biết cái gì nữa thì kẹt lắm. Chứ ví dụ như bây giờ người tu mà không biết ngũ quẩn là cái gì, cái chuyện xảy ra của sắc quẩn là cái gì, thọ quẩn là cái gì, tưởng quẩn là cái gì, thức quẩn là cái gì, chúng ta không rành. Mà không có biện biệt được ngũ quẩn là cái gì thì không thể nói chuyện bên ngoài được đâu. Chúng ta sẽ không có thông được. Nếu mà chúng ta thông được ngũ quẩn thì rất là nhiều chuyện để chúng ta thông. Đó, cho nên là khi mà chúng ta chưa có triệt ngộ thì đòi hỏi chúng ta phải lưu tâm, phải nghiên tầm kinh điển không phút giây ngừng nghỉ. Chúng ta phải nói một câu như vậy. Càng lúc càng đầu sâu vô cái chuyên môn của Đạo Phật, để chúng ta hiểu được mình, hiểu được thân này, hiểu được tâm này, hiểu được các pháp giới chúng sanh này, chấp nhận cho chúng ta hiểu như vậy, để chúng ta có thể có một cái đời sống tương đối chuẩn mực sau giai đoạn mà chúng ta đã nghiên tầm giáo lý kinh điển đến chiều sâu của nó. Ít ra chúng ta phải có một đời sống tâm linh sung mãn bằng cái công phu, cái hiểu biết của mình, để chấn chỉnh cái đời sống mình đừng có bị lệch lạc trước đó. Thì chúng ta có thể là nhắc nhở nhau trong cái việc tu tập để người ta có thể tiến hóa công phu. Nhưng mà đây là cái chuyện bậc trung thôi, chứ không đủ sức để có thể khai ngộ. Không đủ sức để có thể phá vỡ sanh tử cho bản thân mình thì đừng có nói khai ngộ người nào. Thật ra có những cái vị rất là lỗi lạc thuyết pháp, có thể là 1.000, 2.000, 2-30.000 người nghe, nhưng mà bản thân họ cũng chưa ra được. Nhưng mà họ vẫn có một cái lực, có một cái sức hút gì đó mà thiên hạ đến nghe đâu. Thiên hạ đến nghe đâu không có nghĩa là người này đã thành Phật, thành Tổ gì đâu. Nhưng mà do nhiều đời, nhiều kiếp họ đã từng
làm những cái điều lợi ích cho nhiều người với cái hạnh Bồ Tát của họ. Nhưng bản thân của họ vẫn chưa có vượt thoát tam giới này. Những vị này mà tiếp tục cái con đường này đi nữa thì càng lúc quần chúng càng đông, cho tới khi chứng thành Phật một cái là gần như hết chúng sanh này có thể chứng thành Thánh. Nên quần chúng của họ nó đông sẵn rồi. Thì đó là cái dạng phước báo thôi, chứ còn nói mà trí tuệ thì phải xét lại. Trí tuệ Phật Đạo vượt thoát tam giới này là một cái dạng khác. Ở đây Ngài Quy Sơn Ngài chỉ nói là cái loại bậc trung là nghiên tầm mà kinh điển, là tinh thông nghĩa lý để truyền bá mở mang chánh pháp một cách là trên mặt lý thuyết thôi. Chứ có về mặt chuyên môn đòi hỏi là chúng ta phải triệt ngộ thực sự, phải đủ chiều sâu tâm linh, phải vượt thoát tam giới thì mới nói chuyện cứu độ chúng sanh được. Thời giờ chớ nên luống bỏ, phải dùng giáo pháp để phò trì, đi đứng oai nghi mới là pháp khí của Tăng Bảo. Thực sự thời gian thì không bao giờ có phút giây nào tạm dừng, đúng không? Cho nên thời gian dùng dục tôi qua, không phút giây nào tạm dừng. Cho nên chỉ cần chúng ta nghỉ ngơi một chút thôi là nó đã qua rất là nhiều cái thời khắc. Mà thời khắc trôi qua có nghĩa là gì? Cuốn theo thọ mạng của mình. Chúng ta phải suy nghĩ tới điều này. Một khoảnh khắc trôi qua là thọ mạng chúng ta đã tiêu dần một miếng, giống như cá mà cạn nước như vậy. Cái mạng chúng ta bị tiêu mòn bởi cái thời gian sống. Mà nếu như bây giờ mình không có phấn chấn tu hành, mình không có quyết tâm tìm cầu kinh điển, không quyết tâm phá vỡ sanh tử ngay trong đời này, thì luống uổng từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đã phí phạm cái mạng này. Xài sang lắm, có nhiều người xài sang cái mạng này ghê gớm lắm. Có khi cả ngày không làm, nằm ở không chơi vậy á, là mất hết thọ mạng một ngày. Nhưng mà đâu ai thấy điều này đâu. Có ai mà giật mình thấy ủa ngày trôi qua mình không có tiến bộ chút nào, mình không có hiểu biết thêm chút nào, mình không có tăng được chút phước nào, mà thậm chí phước còn giảm nữa. Mà chưa từng ân hận mỗi khi đêm về. Không biết làm sao mấy người này lấy cái gì che mà không hiểu nổi. Mà ít có người nào mà có cảm giác rằng bây giờ từ sáng tới tối mình không có làm chuyện gì lợi ích cho Tam Bảo, không làm chuyện gì lợi ích cho Tăng Đoàn, không làm chuyện gì lợi ích cho bản thân nữa mới là kỳ. Bản thân mình cũng chẳng hơn chút nào tiến bộ, ngồi lại thì đâu đó cũng còn nguyên, mà không hề có một chút ái nái, không hề có một tí xíu nào ân hận, cảm giác là bây giờ mình bỏ hết ngày rồi, luống qua hết ngày phí uổng rồi. Một ngày không công phu, một ngày thiếu sự hiểu biết, không có tiến hóa trong công phu tu tập, không có mở mang chút trí huệ nào, cùng nhục lẫn là cùng nhục, nghĩ đâu cũng mù mù mịt mịt, nhớ đâu cũng bị vướng mắc mà không ân hận. Ra ngày Quy Sơn Ngài nói là thời giờ chớ nên luống uổng, mà mình đã quá luống uổng mấy chục năm trời luôn rồi, chứ không phải một ngày hai ngày đâu. Rồi ai đã từng phí phạm cái mạng của mình thì bây giờ làm ơn giật mình lại để thấy rõ ràng là từng giờ trôi qua là nó cuốn theo cái thọ mạng của chúng ta. Chúng ta không có kéo lại được đâu. Chúng ta không có kéo lại được, không có dừng thời gian lại được để xin lỗi cho tôi dừng lại ít phút tôi nghỉ ngơi. Không có, mày nghỉ thì ta cũng kéo cái mạng đi à. Nghỉ thì cũng đang đốt cái tuổi thọ của mình, chứ không phải mình nghĩ là tuổi thọ mình tăng đâu. Vậy là lúc mà mình thiếu công phu tu tập, lúc mình không quyết tâm hành trì chánh pháp, thì lúc đó là lúc mình đã phí uổng cái mạng sống của mình, chứ không phải thời giờ luống qua vô ích nữa. Mà chúng ta để cho mạng sống của chúng ta trôi qua một cách rất là vô ích, chứ không phải là thời gian trôi qua đâu. Chúng ta mất dần dần cái thọ mạng của mình đối với những cái khoảnh khắc của cuộc sống này. Người tu chúng ta phải thật sự ý thức sâu tới cái chuyện này. Mỗi một cái giờ trôi qua mà mình không có một gì tiến bộ thì làm ơn, làm phước tự phải thấy được là tại sao mình phải phung phí cái thọ mạng mình với cái đời sống này, với những cái tham lam, với những cái sân hận, với những cái buồn phiền, những cái nhớ nhung, với dớ dẫn dẫn, dơ dơ gì đâu, không ra đâu hết á, không có ý nghĩa gì cho bản thân mình, không có ý nghĩa gì cho cuộc sống mình, chẳng có lợi ích cho ai, mà mình vẫn tiếp tục bị mất thời gian của cái đời này. Uổng vô cùng cái thọ mạng đang có đã bị trôi qua, chứ không phải thời giờ nữa mà gọi là mất thọ mạng từng khoảnh khắc một. Đừng nghĩ tôi vô chùa tôi mới tu, tôi chờ đi, mười mốt tôi vô chùa tu, còn bây giờ tôi là cái người thế gian tôi không tu. Ai bây giờ mỗi một ngày là mỗi cận kề cái chết, tu đi nữa cũng cận kề cái chết, mà người đời đi nữa mỗi ngày thì cũng mỗi cận kề cái chết hơn. Chứ đừng nói tôi người đời, tôi lâu chết hơn người tu, không có đâu à nha.
Đừng nói để dành chút nữa tu, tại vì thọ mạng tôi còn dài lắm, không ai có thể nói câu này được. Với thời gian nó sẽ cuốn trôi tất cả, trong đó có thọ mạng của mình. Càng lúc mình càng cùng nhục ra, càng lúc mình càng mê mờ ra, thì đó là điều rất là nguy hiểm. Cho nên mỗi một ngày sống là chúng ta phải đủ cái tỉnh cho mình. Mỗi một khoảnh khắc xảy ra là không được quyền lầm lẫn bất kỳ một cái điều gì. Phải có một sự phấn đấu cao nhất trong cuộc đời tu tập của mình, để bất kể cái chuyện gì xảy ra, chúng ta phải an được mình ở cái chỗ thanh tịnh, bằng cái thanh tịnh rõ biết, để chúng ta không lầm lẫn bất kỳ cái sự kiện, sự việc nào xảy ra trong đời sống đời thường. Chúng ta phải phấn đấu bằng tất cả khả năng đó, để mình mới có thể tiếp cận được với đạo lý sâu màu. Còn không thì cũng danh nó vẫy gọi, cũng lợi nó kêu mời, thấy chưa? Sáng nay cũng mơ mơ mộng mộng cho được cái gì đó, ngày mai cũng mộng mộng mơ mơ mình sẽ thu gạch được cái gì đó, được người ta khen mình tiếng, được thêm chút tiền, được thêm chút tình, được thêm cái gì trong cái đời sống này nè. Chứ không bao giờ mà thấy mình vơi bớt là cái gì nhẹ nhàng. Phải cắt đứt những cái sự vướng mắc, phải loại trừ tất cả những tham tâm, để cho mình được bình yên thanh tịnh ở tự lòng. Đó là cái tâm của người tu mà chúng ta gần như chúng không có phát triển được cái điều này. Ngày qua ngày thấy tỉnh rủi à. Mình nhìn mới đầu mình thấy những người tu tỉnh bơ, nhưng bò mình nghĩ là mấy người này nó không có vướng mắt, là tu cũng giỏi nha, thấy chuyện này không vướng, thấy chuyện kia không vướng. Mình nghĩ các vị này cũng đang, phải nói là đang quyết liệt công phu ghê gớm đó, nhưng mà ngắm kỹ lại không phải. Ngắm kỹ lại là do nghiệp che tâm cho nên sống bơ như thằng bòm. Nó thấy qua ngày đoạn tháng không có cần thiết phải tu nữa, sống vậy được rồi, ngày ăn cơm ăn hai bữa, tối tụng kinh rồi ngồi thiền hai thời, sáng ngủ thức dậy ngồi cái nữa là không có gì, vậy là xong rồi. Không có xong đâu. Đừng có nghĩ như vậy là xong cái cuộc đời tu của mình là sai lầm rồi. Bây giờ tối ngủ thức dậy mình mở mắt ra với cái gì? Mình có đủ cái tỉnh táo, mình có đủ cái tỉnh giác chưa? Mình có đủ cái trí tuệ để mình thấu hiểu được chân lý chưa? Sinh tử phía trước còn mù mịt hay đã phá vỡ rồi? Tất cả mọi cái đó mình chưa trả lời được. Mà chưa trả lời được thì dứt khoát không có được nghỉ ngơi. Chúng ta phải làm đủ mọi cách để cho mình tỉnh ra dùm một cái đó chứ. Thì mình mới là cái người quyết tâm tu tập. Còn tỉnh không nổi mà cứ để cho mình lù mù là mà ngủ mở mắt thức dậy thì mình cũng muốn dùi ngủ tiếp, chứ ai mở mắt thức dậy lo bật dậy để tu đâu. Có mấy người nói về mấy người triết gia nè, vừa mở mắt dù mà đó là 1-2 giờ khuya rồi, mình giật mình tính giấc trước cái giờ của chúng thức, ai bật dậy để tu luôn không? Không có, chưa tới giờ ngủ tiếp. Thấy chưa? Ít có ai mà bây giờ nửa đêm mà thức giấc vậy là ở trong công phu liền. Chúng ta phải tranh thủ tất cả những thời gian nghỉ ngơi, vậy là quá đủ rồi. Ngủ 15 phút cũng quá đủ rồi, nghỉ 5 phút cũng quá đủ cho cuộc đời của mình rồi, ngã lưng là đã quá đủ rồi. Bây giờ mà lỡ mà vì lý do gì mà giật mình thức giấc là mình coi mình tâm mình yên chưa, trí tuệ mình tỏa sáng chưa, mình đi nhập vào công phu được chưa, nhập vô cái cảnh giới bình an, nhập vô cảnh giới trí tuệ được chưa? Chưa. Mà chưa vậy mà cũng gán dùi ngủ lại à. Thậm chí là tới quýnh kẽn rồi mà còn không muốn ngồi dậy nữa. Ngồi dậy rồi cũng không gán tỉnh, rồi ngồi ngủ gà ngủ gật tiếp tục. Trời ơi, không hiểu không? Cho nên chúng ta phải thấy được là chúng ta đã quá phí phạm cái đời sống này của mình. Chúng ta phí phạm đời sống của mình thôi. Chúng ta làm tiêu mòn cái tuổi thọ của mình bởi cái tâm giải đãi lười mỏi của mình. Ta không có phấn khích để đưa mình đi vào công phu. Chứ người tu hả, thức dậy bất kỳ giờ phút nào, giờ phút đó là giờ phút tu tập. Chuẩn bị nghỉ ngơi bằng công phu chứ không phải nghỉ ngơi bằng cái sự mê ngủ. Lên giường là không phải dỗ để ngủ, mà lên giường là phải đi vào công phu để nghỉ ngơi. Cho nên là ngã lưng xuống, chúng ta phải ngã bằng cái kiểu gì để đầy tất cả những cái sự tỉnh sáng. Quyết tâm đi vào cái sự nghỉ ngơi là không phải là mù mờ, mù mịt để đi vào cái giấc ngủ. Mở mắt ra là chúng ta còn ở nguyên trong công phu đó, chứ không phải mở ra mở không nổi rồi nhựa tới nhựa lui lăn lại rồi trùm mình ngủ tiếp. Không có chuyện đó. Người tu không cho phép cái chuyện này xảy ra trong cuộc đời của mình. Đã nói mình là người tu là chuyện đó không cho phép.
Ít ra là cũng phải như vậy được ngày tháng gì nữa chứ, còn tôi thấy không có. Cái người này kiếm khó quá ở ông chùa, nhưng mà thực sự sâu trong lòng chấp nhận sống chết với sinh tử từng giờ từng phút từng giây, kiếm người này khó, thiệt là khó. Nhẫn nhơ qua ngày đoạn tháng, chúng tôi dùng cái từ là nhẫn nhơ thiệt. Nhưng thấy cái cảnh nhẫn nhơ của quý thầy mình đau lắm, nhưng mà chính cái nghiệp của họ một cách rất là kỳ lạ, nhiều khi mình cũng muốn nói, nhưng mà thứ nhất là cái nghiệp họ chận mình lại nha. Họ có một cái gì đó xô đuổi ngược, phất cười lắm. Ví dụ như khi mình tiếp cận mình muốn nói câu đó, nhưng mà cái nghiệp của họ thứ nhất là che họ tối thui. Mình muốn gợi ý để mình nói họ một câu thì họ sẽ đưa vào một cái chuyện khác để mình không thể nói được câu đó với chính họ. Nghiệp những cái mà mình thấy rất là lạ. Rồi thôi, ngày này qua ngày kia cũng không đánh thức được họ. Chấp nhận để nhìn thấy họ phải trả những cái nghiệp quả đó. Thật ra cái đời sống của những người tu ở trong chùa cứ luôn luôn là để thả cho nghiệp cuốn, giống như miếng rác mà thả dòng thác ra để nó cuốn đi đâu nó cuốn, mình tấp đâu mình tấp. Xuất gia cạo đầu ở trong chùa được rồi, ở chuyện gì xảy ra nó xảy ra, nay thì vui ở chùa chơi, mai mốt buồn xách gói rồi đi, đi ở chùa khác và chùa khác ở được yên ở, còn không ở mình đi chùa khác nữa. Cả đời cứ chạy kiếm chùa ở chứ không bao giờ chạy khỏi những cái nghiệp tập của mình ngay nơi thân tâm của mình, không ai có cái nghĩ đó hết á. Chứ nếu mình thực sự mình nghĩ là mình dứt khoát phải vượt qua nghiệp tập của mình ngay trong đời này, để mình đối diện với chính mình trong tất cả những cái tình huống mà mình phải đầy đủ tất cả những cái trí tuệ để mình vượt thoát nó, thì phải như vậy mới được loại này người quyết tu. Còn không là cứ qua ngày đoạn tháng thật sự. Và phải dùng cái giáo lý của Đức Phật. Ở đây Ngài nhắc nhở là phải dùng giáo lý của mình trong cái đi đứng, những cái oai nghi, những cái cử chỉ của mình. Phải thể hiện trọn vẹn cái đời sống tu tập thì đó mới là pháp khí của Tăng Bảo. Lúc đó người như vậy mới được gọi là Tăng Bảo. Vì cái đời này không có kiếm ra người đó. Có người đó thì bảo thiệt là quý báo thiệt á. Còn Tăng mà không tu tập thì chưa được gọi là Tăng Bảo. Cái sống như mọi người phàm tục cứ khởi cái niệm là tham, khởi niệm là sân, cũng đấm cái này cũng trước cái kia cũng nhiễm cái nọ, làm sao bảo được người đời họ cũng nhiễm như mình, đâu có quý hơn cái gì đâu mà bảo. Trừ trường hợp mình vượt thoát tất cả những mắt của phàm trần mình mới thành quý báo chứ. Thật ra mỗi người tu phải thể hiện tất cả những vượt thoát mình trong cái đời sống đời thường thì đó mới trở thành Tăng Bảo được. Còn không là Tăng nhưng mà báo thì chưa phải ạ. Những cái hình thức của Tăng Bảo thôi, mà sâu trong lòng mình không có cái gì quý báo hơn cái người trần. Tại người trần họ dính mình cũng dính mà, người trần họ nhiễm mình cũng nhiễm, người trần họ tham mình cũng tham, thì có cái gì đâu phải báo, không có quý. Cho nên cái quý hiếm là chúng ta phải gắn kết cái đời sống của mình vào công phu tu hành mà không hề buông lơi, không hề có một cái phút giây nào lơi lỏng cái việc tu hành của chính mình. Ngày nào sinh tử còn mù mịt thì ngày đó là còn phấn chấn tu tập, không có phút giây dừng nghỉ. Không có nói chuyện là tạm dừng, không có cái chuyện là xả hơi 2 phút, 3 phút, không có chuyện đó. Không có cái chuyện mà vui chơi, lãng trí được. Tu mà nói cái chuyện là để xả hơi, để nghỉ ngơi là nó không phải rồi. Người tu chúng ta tưởng tượng như con cá lội ngược dòng thác. Chỉ cần bơi yếu thôi cũng bị dòng thác đạp mình xuống cái vực sâu trở lại, chứ đừng nói là nghỉ bơi. Nghỉ bơi là xuống tới vực rồi. Cho nên không có chuyện mà tu tạm dừng. Tu là tu chứ không có nói chuyện tạm dừng. Mà tu là càng ngày càng phải mạnh mẽ trong công phu, càng phải tỉnh giác, càng phải phấn chấn hơn. Cái việc mà sống với tâm linh càng lúc chúng ta càng mãnh liệt. Cái việc mà xa rời trần tục càng lúc càng khuất bóng. Trần gian gần như là không còn một bóng dáng nào nữa tâm của mình. Nó chỉ là giáo lý, nó chỉ là chân lý, nó chỉ là chánh pháp, nó chỉ là Phật đạo, nó chỉ là cái việc vượt thoát sinh tử nơi tâm mình thôi. Tâm mình không có chuyện khác nữa chen vô. Còn bây giờ chuyện thế tục chen vô nhiều quá, chuyện phàm trần dính mắc nhiều quá thì không phải là Tăng Bảo rồi. Há chẳng thấy dây sắn nương cây tùng mà vươn cao lên ngàn trượng, nương gá nhân lành thù thắng thì mới được lợi ích rộng nhiều. Tức là ở đây Ngài Quy Sơn người nói có những cái dây leo á, ví dụ những dây leo mà nương cái cây cái nó lên cao rất là cao, mặc dù nó rất là yếu, nó không có khả năng tự nó đứng, nhưng mà nó vẫn bò lên được, tuốt từ ngọn cây lên cao ngàn trượng. Còn mình nếu mà không nương tựa giáo pháp thì không vượt thoát khỏi tam giới này.
Cho nên đối với giáo pháp, đối với chân lý, nó sẽ thành một cái chỗ nương tựa tu hành cho mình, để mình từ cái cõi phàm mà có thể lên tới cái cõi thánh. Nương tựa giáo pháp của Đức Phật, nương tựa chân lý Đức Phật dạy, nương tựa công phu tu hành dũng mãnh của mình để vượt thoát tam giới này, thì gọi là nương gá cái nhân lành thù thắng, mới được lợi ích rộng nhiều. Còn nếu không là chúng ta không được lợi ích cho thân tâm mình luôn. Phải nên thiết tha tu hành, trai giới cho thanh tịnh, chớ nên khinh dối bỏ qua. Đời đời kiếp kiếp sẽ được nhân quả tốt đẹp. Thế đây ngài khuyên hơn, gọi là khuyến khích tu hành, khuyến khích này. Phải nên sao? Thiết tha tu hành, trai giới thanh tịnh. Bây giờ mình không phải là cái người vượt thoát trần thế nữa, thấy chưa? Hồi nãy là bậc trung rồi, bậc trung thì phải là thấu hiểu chân lý, có thể truyền bá mở mang để nó trở thành pháp khí. Nói chung bây giờ tệ quá rồi, tới cái mức mà không có còn gì để nói nữa, đến cái hàng mà sơ học rồi, thì ngài khuyên thì sao? Phải nên thiết tha tu hành, trai giới thanh tịnh. Ít ra thì mình cũng phải trai giới thanh tịnh cái đã. Thấy chưa? Nhưng mà muốn trai giới thanh tịnh đã thể hiện từ sâu trong lòng của mình là sự thiết tha tu hành cho chính mình. Cái hoài bão tu tập của mình không bao giờ được lui sụp, không có nhẹ nhàng được, mà nó càng lúc nó càng mãnh liệt hơn, thì chúng ta mới có khả năng tiến hóa. Còn nếu không là nó sẽ bị lui sụp, không có khinh dối luống qua được, tức là không có coi thường cái quyết chí tu hành được, không có coi thường cái ý chí quyết tử của mình được, và không có thể coi nhẹ cái chuyện sanh tử được. Chúng ta phải thấy rằng cái chuyện sanh tử là một cái gì đó quyết liệt, chứ không phải là cái chuyện mà làm từ từ. Không có khoan nhượng đối với chính mình. Một phút giây nào đó mình lơi lỏng công phu là mình không có được quyền thứ tha cái chuyện đó cho chính mình. Gọi là người biết tạm quý. Phải phấn khích mình, phải làm cho mình càng lúc càng dũng mãnh trong công phu hơn. Thì như vậy là nếu cái người có cái tâm lành đó thì đời đời kiếp kiếp sẽ được nhân quả tốt đẹp. Nó thì không phải là ngộ đạo, không phải có khả năng truyền bá. Thì như vậy là nên thiết tha tu hành, phát khởi cái tâm tu tập của mình để mình trai giới được thanh tịnh. Rồi đối với cái cuộc sống tu hành thì mình đừng có để cho ngày giờ luống qua vô ích. Thì người được như thế đó thì sao? Sẽ được nhân quả tốt về đời sau. Ít ra, phải chưa? Cái vé sau cùng, vé mà gọi là vé mà chót bạc nhất đó, thì cũng phải gán mà tu và giữ gìn trai giới thanh tịnh dùm, để hy vọng đời sau chúng ta có được chút nhân lành tiếp tục tu nữa. Chứ rõ ràng là từ đầu ngài nói là người căn cơ lớn thì phải ngộ được tự tánh, phải sống một cái đời thanh tịnh, vượt thoát khỏi tam giới này để cứu độ chúng sanh muôn loài. Còn bậc trung không có khả năng ngộ được tự tánh thì phải nghiên tầm kinh điển, phải thấu hiểu chân lý bằng kiến thức, bằng công phu của mình, để mình có thể chia sẻ, nhắc nhở và truyền bá chánh pháp để đền ơn Phật tổ. Còn ở đây mỗi người mà không có khả năng ngộ đạo rồi, không có khả năng là có thể học hiểu chân lý, có thể truyền bá chánh pháp được rồi, thì gán phát khởi cái ý chí tu hành cho tốt, sống một đời sống thanh tịnh, và đừng có bao giờ buông lơi công phu tu hành để hy vọng rằng mình sẽ có nhân quả tốt ở đời sau. Ở đây ngài phân biệt một cách rất rõ ràng ở ba trình độ căn cơ trong cái bài này. Thì chắc là bữa nay chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện ở đây. Mong là đại chúng chúng ta ý thức một cách rất là sâu sắc trong cái việc tu hành của mình. Đừng có bỏ bất kỳ thời gian sống nào của mình mà không có dính vào công phu. Chúng ta phải nói như vậy. Một phút buông lơi là một phút cận kề cửa tử. Mình phải ý thức được cái điều này. Một phút buông lơi của mình là một phút phí phạm cái sinh mạng của mình đang có. Chúng ta đừng bao giờ phí phạm cái sinh mạng của mình nữa. Chứ không phải phí phạm cái thời giờ, thời gian bên ngoài chẳng có gì để bàn. Nhưng mà thời gian của chính mình đã từng đốt cháy cái sinh mạng của mình mấy chục năm phí bỏ rồi. Mình đã làm mất mát cái sinh mạng của mình bao nhiêu chục năm của trần gian này rồi, mà nó không có lợi ích cho bản thân mình, nó không có khai mở cho trí huệ, nó không có tăng trưởng được cái phước báo, không có lợi ích cho chúng sanh. Dứt khoát là chúng ta cũng phải có một cái sâu sắc ái nái trong lòng. Chúng ta phải thực sự ái nái với chuyện này. Từ sáng cho tới trưa mà mình thấy mình cũng thay đổi gì sâu trong lòng, mình cũng thấy bình thường là không có được. Người đó không phải là người tu tốt. Người tu tốt là một giờ trôi qua thôi, họ thấy rồi họ không tiến bộ, họ đã cảm giác rằng mình đã quá tệ rồi. Họ tự cảm giác hối hận là một tiếng trôi qua mình không có tiến hóa rồi.
họ tự ăn năn hối lỗi, tự phấn khích mình lên để mình cố gắng công phu. Giờ sau phải tốt hơn giờ này, một khoảnh khắc sau phải yên bình hơn khoảnh khắc này, phải thanh tịnh hơn, phải tỏa sáng hơn, thì là cái người biết tu. Còn bây giờ một chút nữa mình sao mình cũng chẳng biết, thì rõ ràng là mình không phải là cái người có ý chí tu tập. Ý chí tu tập là phải đặt mình trong tình huống cấp bách nhất cho tất cả những cái hoàn cảnh nào. Chúng ta rớt vào bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng đầy đủ tỉnh táo, đầy đủ thiền định, đầy đủ sự thanh tịnh, đầy đủ sáng suốt để không lầm lẫn tất cả những tình huống đó, thì chúng ta là cái người đang cố gắng tu tập. Còn được cũng được thì bỏ qua, thì kẹt lắm rồi, thấy không? Ngồi thiện tiếng hộ cũng được thì cũng buông chân ra đại, cũng đâu có sao, đâu có chết tay nè. Cái nay ngồi cũng được, mai ngồi cái gì đâu. Cái nay tụng kinh cũng được thì mai tụng chứ cái gì đâu. Nay tu cũng được thì mai tu chứ gì đâu. Thì đương nhiên là cũng không có chết ai đâu. Nhưng mà cái mạng mình nó cạn kiệt dần dần để lần hồi rồi, cái sức mình không có còn, cái trí mình nó không có còn nữa, cái khả năng phấn đấu mình không có còn. Ai mà lỡ cũng mà ngã ra một cơn bệnh rồi mới thấy, những người mà nó liệt giường liệt chiếu rồi mới thấy nổi chuyện này. Chứ mình muốn chổi mình ngồi dậy để mình cúi đầu thôi, chứ đừng nói là lại Phật mình còn ngồi dậy không nổi, phải nhờ người khác đỡ. Tới cái lúc mà mình bỏ miếng cơm vô họng, cái họng mình nó còn nhai không được, nuốt xuống rồi nó không chịu trôi, nó bị mắc nghẹn rồi đó. Tới lúc đó là mới ân hận này hết kịp rồi. Ý chí mình không còn nữa, khả năng cũng không còn nữa, lực bất tòng tâm. Tới phút đó mà có ăn năn hối lỗi ngồi đó, có khóc lóc kêu trời kêu đất cũng không có kịp đâu. Cho nên lúc này chúng ta còn làm được cái gì cho chính bản thân mình, để mình gắn mình vào công phu, gắn mình vào cái nền tảng đạo lý thực sự, để chúng ta có những cái ngày sáng sống bình an. Những cái ngày tháng mà chúng ta còn lại trong cuộc đời này, mình tự hứa với chính mình, kể từ bây giờ tôi là đặt tôi trong tình huống tu tập cấp bách. Phải nói như vậy, phải đặt mình trong tình huống tu tập cấp bách. Không có một khoảnh khắc nào có thể buông lơi công phu tu tập nữa. Và xin lại Phật, lại chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên Hộ Pháp gìn giữ cho mình yên ở trong công phu tu hành từng khoảnh khắc xảy ra trong đời sống còn lại của mình, để mình có thể phá vỡ hết tất cả những lầm mê trong sanh tử luân hồi này, để vượt thoát tam giới này, để thấu hiểu được chân lý, cứu độ chúng sanh muôn loài, để đền ơn Phật Tổ. Dứt phát là sâu trong lòng người xuất gia phải có cái này. Nếu chúng ta không có cái này, chúng ta không xứng đáng để có thể nhai một hạt cơm của Đàn Na Tinh Thí. Chúng ta phải nói như vậy. Thì rất mong là chư Tôn Đức Tăng Ni của mình ý thức một cách rất là sâu sắc về việc tu tập này. Mong rằng những cái khoảnh khắc còn lại trong cuộc đời của chúng ta, chưa biết là chúng ta sống bao lâu, nhưng mà chúng tôi dùng từ là những khoảnh khắc còn lại, trôi qua trong công phu tu tập, chứ đừng có trôi qua một cách vô ích nữa. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc buổi sáng này chúng ta nghỉ ha. Bởi vì chắp tay hồi hướng cho từng nghỉ. Chúng sanh bổ
bao nhiêu năm phong trần nếm trải, đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vì ngọn trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ dạng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu. Trần nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ dạng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu